Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 72. Cách duy nhất có thể xác định là nhiệt độ. Càng đi sâu vào biển cát thì nhiệt độ xung quanh sẽ càng cao, khi ra ngoài thì nhiệt độ sẽ giảm. Mặc dù vẫn hơi khó khăn, nhưng cảm giác của võ giả cảnh giới tử phủ rất nhạy bén. Họ có thể dễ dàng cảm nhận được độ chênh lệch nhiệt độ thật nhỏ, nên cũng có thể gắng gượng đi lại được. Dựa theo cảm giác yếu ớt, Lâm Nhất đi về phía trước. Trong sa mạc cũng không phải không có sự sống, có rất nhiều cỏ dại và bụi cây mọc trên mặt đất với sức sống mạnh mẽ. Sau hai canh giờ đi không có mục đích, bước chân Lâm Nhất dừng lại. Hắn trầm tư suy nghĩ, ngoảnh đầu lại nhìn vào một bụi cỏ dại, sau đó bước thẳng tới, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hoa tịch phụ. Sau một lúc quan sát, Lâm Nhất xác nhận đây không phải cỏ dại mà là một cây hoa tịch phụ chưa nở. Thân rễ của loài hoa này dài mảnh và uốn lượn, dài nhất có thể đạt tới 1 vạn mét, cần phải hấp thu linh khí và nước 5 năm mới nở. Trước khi nở, nó thoạt nhìn như một cây cỏ khô, nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ qua. Sau khi nở, nó thường có 4 cánh hoa với các màu sắc khác nhau, lần lượt là trắng, vàng, xanh lam và tím, sau 2 ngày nở sẽ héo. Cố gắng sinh tồn 5 năm, khi nở lại chỉ kéo dài được 2 ngày, do đó mùi hoa của nó rất ngào ngạt và lắng đọng, bền vững không tan, dùng làm thuốc sẽ có hiệu quả phi thường. Hoa tịch phụ không tính là hiếm trong biển trăng khô, nhưng lại rất hiếm gặp ở bên ngoài. Nếu may mắn gặp được sẽ thu hoạch được khá nhiều. Trong biển trăng khô rộng lớn này, ngoài di bảo thượng cổ ra còn có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Hầu như tất cả võ giả mạo hiểm đến đây đều sẽ không về tay không, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hoa này còn một thời gian nữa mới nở, Lâm Nhất cũng không gấp, bèn khoanh chân ngồi xuống cách đó không xa, nhắm mắt tu luyện. Sau 3 ngày ngồi bất động, Lâm Nhất cảm nhận được một dao động yếu ớt, hắn lập tức mở mắt ra, sau đó nhìn thấy nụ hoa tịch vụ đang nở rộ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt, 4 cánh hoa với 4 màu khác nhau đồng loạt nở rộ. Hương hoa ngào ngạt phả vào mặt. Hương hoa tuy nồng nhưng không gây khó chịu, tươi mát tỏa ra 4 phía như sương mù, khiến người ta đang ở trong sa mạc nóng bức này lại cảm thấy thoải mái như có gió xuân thổi qua. Lâm Nhất đặt hộp đựng kiếm trên lưng xuống, mở ra sau đó phất tay lên, 4 cánh hoa cùng bay vào trong hộp. Cạch! Khi hộp đựng kiếm đóng lại, hương hoa nồng đậm lập tức bị đóng bên trong. Kiếm táng hoa đã trở thành huyền khí siêu phẩm đỉnh phong từ lâu, nhưng mãi chưa tìm được kỳ hoa phù hợp để thăng cấp, lúc này là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần thu thập đủ hoa tịch phụ, chắc sẽ có thể giúp kiếm táng hoa thăng lên thành bảo khí, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đúng lúc này, khi hộp đựng kiếm vừa mới đóng lại, 2 tia sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn ra từ dưới cát nhìn thẳng vào hộp kiếm. Đó là một con yêu thú thằn lằn bị hương hoa thu hút đến. Hô! Nó chui lên khỏi mặt đất, cơ thể khổng lồ dài gần 100 thước mang theo khí yêu sát nóng rực, nhè răng nanh lao qua. Lâm Nhất bình tĩnh, ngay khi khí lực đang cuộn trào, hắn tung một quyền. Ầm! Sức mạnh nhị thập ngũ đỉnh truyền vào trong quyền mang lập tức bùng nổ, phát ra tiếng vang rung trời, quanh quẩn trong không trung như thánh âm. Nhưng một quyền có uy lực đáng sợ này chỉ khiến con yêu thú thằn lằn lùi lại mấy chục mét. Sau khi dừng lại, nó vẫn hung hăng xông về phía Lâm Nhất. Cũng có chút thực lực đấy. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, kiếm ý mênh mông sâu trong mắt bỗng gợn sóng. Khi tiếng leng keng vang lên, quyền hệt như kiếm, hắn lại đấm một quyền vào bụng con cự thú thằn lằn này. Xoẹt! Một quyền này không chỉ vừa nhanh vừa mạnh mà còn ẩn chứa một phần kiếm ý, cơ thể khổng lồ của con yêu thú kia lập tức bị thủng một lỗ. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả mặt cát. Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm lên lưng rồi bay lên, đáp xuống trên xác yêu thú thằn lằn, sau đó lại bay lên. Bùm! Trên không trung, quần áo Lâm Nhất bay phất phới, cơ thể khổng lồ kia bị hắn đạp nát, thịt vụn văng tứ tung. Trên đường đi, dưới sự tìm kiếm có chủ đích của Lâm Nhất, hoa tịch vụ liên tục bị phát hiện. Chỉ mới 2 ngày hắn đã thu thập được 5-6 cây hoa tịch vụ. Đây là khi chưa dốc hết toàn lực. Càng đi tới trước sẽ gặp yêu thú càng khó đối phó hơn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của biển trăng khô,
những con yêu thú còn sống khá khó đối phương. Một số yêu thú có sức phòng ngự cực kỳ mạnh, chỉ dựa vào quyền mang thôi sẽ không thể làm chúng bị thương, cần phải thêm vào một phần kiếm ý mới được. Con rắn sa mạc vừa rồi không chỉ to bằng thùng nước mà còn có sức phòng ngự rất mạnh, còn phun nọc độc, thậm chí còn có thể trốn xuống cát, bò trong cát nhanh như cá. Lâm Nhất đã tốn rất nhiều công sức mới giết được con rắn sa mạc này. Hắn dừng lại trước một cồn cát, nhìn cây hoa tịch vụ ở đằng trước với ánh mắt nghi ngờ. Cây hoa tịch vụ này tựa hồ thông linh hơn rất nhiều so với những cây hoa tịch vụ trước đó, nó tỏa ánh sáng rực rỡ, không hề giống cỏ dại. Trong khi đang nghi hoặc, cây hoa tịch vụ kia đột nhiên nở rộ ngay trước mắt hắn, ánh hào quang bảy màu tỏa ra. Trong làn sương mù dày đặc phát ra hào quang bảy màu, màu sắc rực rỡ như mộng ảo. Hóa ra là một cây hoa tịch vụ bảy màu. Lâm Nhất ngạc nhiên, hoa tịch vụ bình thường chỉ có bốn màu, đỏ, trắng, xanh lam và vàng, còn cây trước mặt hắn lại có thêm ba màu xanh lục, tím và xanh lơ. Thảo nào sẽ có động tĩnh lớn như vậy, nghe nói hoa tịch vụ bảy màu phải mất 100 năm mới có thể hấp thu đủ linh khí, vô cùng hiếm thấy. Nhưng động tĩnh này lại hơi lớn. Vù, vù, vù. Trong sa mạc bỗng dưng xuất hiện cảnh mộng ảo, ngay lập tức thu hút một số người chạy tới. Cây hoa tịch vụ này còn chưa nở rộ hoàn toàn đã có 5 đệ tử tông môn xuất hiện xung quanh hắn, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cây hoa tịch vụ bảy màu này. Thật may mắn, không ngờ lại gặp được một cây hoa tịch vụ bảy màu. Kha kha, hoa tịch vụ bình thường đã có giá trị rất lớn, có lẽ cây hoa tịch vụ bảy màu này là vô giá. Còn chưa đến cổ mộ tinh quân đã có thu hoạch như thế, vận may của chúng ta khỏi phải bàn. 5 người này đều đến từ thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ của thành châu khác, cảnh giới cũng không thấp, họ đều có tu vi cảnh giới dương huyền tiểu thành. Trong lúc nói chuyện, họ hoàn toàn không để Lâm Nhất vào mắt, như thể hắn là không khí. Nhưng không vấn đề gì, dù sao ở trong mắt Lâm Nhất, 4 người này cũng như không khí thôi. Các vị, hoa tịch vụ bảy màu này đã có chủ rồi. Lâm Nhất nhìn về phía 5 người, bình tĩnh nói. Vậy hả? Người đang nói mình đó ư? Một tên vô dụng còn chưa đột phá nổi cảnh giới dương huyền, một người trong số họ nhếch môi cười nhạo. Ha ha ha! 5 người lập tức cười phá lên, họ cho rằng Lâm Nhất ngu xuẩn không còn gì để nói, chính hắn có đi được hay không còn chưa nói trước được, thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi, nói rằng hoa tịch vụ bảy màu này là của hắn. Ha ha! Tiếng cười này vang vọng khắp sa mạc trống trải. Nhưng họ đang cười thì chợt kinh hãi nhận ra mình không cười được nữa. 5 cái đầu rơi xuống mặt đất không biết từ lúc nào. Cơ thể này quen quá. 5 cái đầu lơ lửng giữa không trung chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu, ý thức dần biến mất. Hình như có chút thay đổi. Lâm Nhất nhìn kiếm táng hoa trong tay, hoa văn trên thân kiếm bằng gỗ tỏa ánh sáng nhàn nhạt. 5 đệ tử tông môn cảnh giới dương huyền tiểu thành vốn không đáng để hắn rút kiếm, chỉ là giết từng người quá phiền toái. Nếu đã có thể giết bằng một kiếm thì cứ làm thôi, vừa khéo xem thử sau những ngày hấp thụ rất nhiều hương hoa, kiếm táng hoa có tiến bộ gì không. Nhưng sau khi rút kiếm ra, Lâm Nhất lại kể cả không có ý định cất vào, bâng quơ nhìn về hướng nào đó. Vù! Cuối cùng bóng dáng ẩn nấp trong góc khuất kia không chịu được nữa, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Lợi hại, uy lực của một kiếm đã giết chết 4 đệ tử tông môn cảnh giới dương huyền tiểu thành. Thực lực thế này dù là một vài nhân tài cảnh giới dương huyền đại thành cũng khó làm được. Các hạ có thể dùng tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn làm được chuyện phi thường thế này thật sự khiến lão già này khâm phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đến là một ông lão khoảng 70-80 tuổi, tinh thần quắc thước. Lúc nói chuyện, trên mặt ông ta hiện lên ý cười nồng đậm, che giấu rất tốt khí chất hung ác trên người. Trong lúc nói chuyện, một con rắn sa mạc bỗng nhiên chui lên từ dưới lòng đất, bổ nhào về phía đóa hoa tịch vụ bảy màu. Xoẹt! Nhưng vừa mới xuất hiện, nó đã bị ông lão dùng một ngón tay xuyên thủng một lỗ lớn, đứt thành hai nửa. Lợi hại, Lâm Nhất không dùng kiếm cũng khó mà đối phó con rắn sa mạc này. Vậy mà ông lão chỉ cần một chỉ đã có thể xuyên thủng nó. Bất kể ông ta có dùng hết toàn lực,
cố ý lập uy hay không cũng xem như có chút bản lĩnh. Trong các tán tu, có lẽ ông ta không yếu. Trên mặt Lâm Nhất không có biểu hiện gì, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn ông lão. Ông lão nhìn thấy vẻ mặt Lâm Nhất thì có hơi thất vọng. Một đòn sấm vang chớp giật của ông ta mang ý định làm Lâm Nhất khiếp sợ, không ngờ hắn lại không có biểu hiện gì. Nhưng không sao, ngay sau đó ông ta đã ôn hòa cười nói, tiểu hữu đừng hiểu lầm, lão phu không có hứng thú gì với hoa tịch vụ này. Không ít tà tu lợi hại trà trộn vào trong biển trăng khô này, mấy người bọn ta cũng từng gặp yêu nghiệt từ hạng 10 trở lên của bảng ngoài, ai cũng vô cùng đáng sợ. Chắc tiểu hữu cũng đã nghe nói ở biển trăng khô này không có đạo lý gì cả, chỉ bằng chúng ta kết bằng hữu, hợp sức với nhau giết vào cổ mộ tinh quân, thế nào? Ông ta không có hứng thú gì với hoa tịch vụ bảy sắc, thứ khiến ông ta có hứng thú là Lâm Nhất. Có lẽ yêu nghiệt của tông môn bậc này có thực lực hơn người, nhưng ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, kinh nghiệm giang hồ không nhiều. Dù biết rõ ông ta không đáng tin cũng sẽ cảm thấy trong lòng đã có dự liệu trước, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế hắn trong lòng bàn tay. Đối phó với những tiểu bối thế này, ông ta có rất nhiều cách. Đến lúc đó, đợi Lâm Nhất chết trong tay ông ta thì đâu chỉ là hoa tịch vụ, mà tất cả bảo bối trên người Lâm Nhất đều là của ông ta. Ví dụ như thanh kiếm ấy cũng không tệ. Ông lão cười híp mắt, che giấu vẻ tham lam trong mắt rất kỹ. Ông không xứng. Kiếm rời vỏ, thu vào, sau đó Lâm Nhất hái hoa rời đi. Chỉ là trên mặt đất trống trải rộng lớn, ngoài năm thi thể không đầu ra lại xuất hiện thêm một thi thể bị bôn lôi chảm điện chém thành hai nửa. Máu nhuộm cát vàng, hơi ấm chưa tan. Đến phút cuối, ông lão áo đen cũng không nhìn rõ Lâm Nhất sử dụng kiếm như thế nào. Có lẽ ngay cả bản thân mình chết như thế nào ông ta cũng không biết. Còn người xuất kiếm đã rời đi từ lâu. Đối với Lâm Nhất mà nói, hắn không nghĩ quá nhiều. Làm sao hắn có thể làm bạn với một kẻ tà tu rõ ràng có mục đích không đơn thuần. Dù trong biển trăng khô này có nguy hiểm thế nào, hắn cũng sẽ không đi cùng với loại người này. Còn vì sao lại sử dụng bôn lôi chảm điện thì hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là Lâm Nhất nhạy bén cảm giác được không nhất thiết phải ở lại đây quá lâu. Nếu có thể một kiếm giết chết ông ta thì chỉ sử dụng một kiếm là đủ. Đặt cánh hoa vào trong hộp đựng kiếm, Lâm Nhất như một làn khói đen biến mất tại chỗ. Hắn rời khỏi chưa bao lâu, trong sa mạc tràn lên vô số sâu kiến màu nâu. Chỉ chớp mắt chúng đã nuốt chửng thi thể trên mặt đất, chỉ để lại vài mẩu xương khô. Trong biển trăng khô, còn chưa hết một ngày đã có đến mấy nghìn người đổ xô vào. Sự yên tĩnh vốn có bị phá vỡ, sự giết chóc không dừng lại một khắc nào. Có người chết trong tay yêu thú nham hiểm, cát vàng nhuốm máu, còn chưa kịp thấy cổ mộ tinh quân đã bỏ mạng giữa đường. Nhưng lại có càng nhiều người chết trong tay đồng loại của mình. Mỗi một nơi trong biển trăng khô đều tràn ngập máu tanh và giết chóc, khiến người ta khó mà chống đỡ. Một khu vực đầm lầy tràn ngập mùi hôi thối, máu nhuộm đầy đất, thi thể của các đệ tử tông môn ngã dưới đất, không còn sự sống. Số thi thể đó đa số đều không còn nguyên vẹn, rải rác khắp nơi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trong không khí lan tràn mùi máu tanh nồng đậm, khiến người ta vô cùng khó chịu. Ở trung tâm đầm lầy có một bụi cỏ khá kỳ lạ, xung quanh bụi cỏ lượn lờ khói xám. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện khói xám đó giống như một con du long to lớn, bao phủ lên thân cỏ, vô cùng kỳ lạ. Cỏ hóa long. Đó là cỏ hóa long, thiên tài địa bảo hiếm thấy, ở bên ngoài một khi hiện thế sẽ dẫn đến sự tranh chấp giữa cao thủ khắp nơi, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng trước mắt, mười mấy đệ tử tinh anh của các đại tông môn lại nhìn cỏ hóa long đứng im không nhúc nhích. Ngược lại, vẻ mặt hoảng sợ, người run lẩy bẩy, tay nắm binh khí run lên không ngừng. Chỉ vì bên cạnh cỏ hóa long có một người đứng đó. Người đó mặc áo đen tuyền, gương mặt không có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng dừng trên cỏ hóa long, cũng không động đậy. Tay phải người đó nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, trên mũi kiếm có máu nhỏ xuống từng giọt. Người này chính là Cơ Vô Dạ, đại đệ tử của Huyết Sát Môn. Xếp thứ 53 trong quần Long Thịnh Yến đợt trước, được gọi là huyết thủ đồ tể. Kiếm của hắn ta vừa nhanh vừa ác, sắc bén mà hung hãn,
tàn bạo hơn cả đao trong tay Đồ Tể. Vốn dĩ trong đầm lầy lan tràn mùi hôi thối này có vài nhóm đệ tử tông môn đang đánh nhau vì cỏ hóa long. Nhưng không ngờ trong lúc loạn chiến, Cơ Vô Dạ đột nhiên xông tới, thấy người là giết, không phân biệt tông môn. Mỗi kiếm giết một người, chỉ chớp mắt đã có mười mấy người chết dưới kiếm của hắn ta, chết không toàn thây. Những người còn lại lập tức bị dọa sợ, không dám động đậy, chỉ có thể run rẩy nhìn người đó. Cơ Vô Dạ, bọn ta không dám tranh bụi cỏ hóa long này với ngươi, có thể tha cho bọn ta một con đường sống không? Cơ công tử, ngươi là yêu nghiệt thiên tài bảng Long Vân, sẽ không chấp nhặt với bọn ta chứ? Bọn ta thật sự không biết bụi cỏ hóa long này đã được Cơ công tử nhắm trúng. Tha cho bọn ta một mạng đi. Sự rằng có lúc này quả thật quá sức chịu đựng, cuối cùng những đệ tử tông môn còn lại cũng không thể chịu được nữa, đồng loạt lên tiếng xin tha. Cỏ hóa long vốn là của ta cần các ngươi nhường lại sao? Chậc chậc, da mặt các ngươi cũng dày thật. Cơ Vô Dạ nhếch miệng cười một cách quái dị, trong đôi mắt tĩnh lặng đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cười nhạt, đừng nói ta không cho các ngươi đường sống, cho các ngươi thời gian ba hơi thở, có thể nhanh hơn kiếm của ta thì sống. Chạy! Những người còn lại nghe vậy thì không dám ở lâu nữa, xoay người chạy ngay lập tức. Cơ Vô Dạ nhìn đám đệ tử tông môn ba chân bốn cẳng chạy như điên, khóe miệng cong lên ý cười sâu xa, cực kỳ quái dị. Hết thời gian. Lúc hơi thở thứ ba kết thúc, ý cười trên mặt hắn ta bỗng đông cứng, vẻ mặt trở nên âm u lạnh lẽo vô cùng. Kiếm thế toàn thân tỏa ra màu máu nồng đậm, kiếm ý lạnh lẽo ăn vào xương. Sát ý như biển trên người hắn ta hòa vào kiếm thế một cách hoàn hảo, đáng sợ vô cùng. Kiếm thế mênh mang của hắn ta hóa thành thủy triều cuồn cuộn tuôn ra, thoáng chốc nhấn chìm đám người đã chạy xa nghìn mét. Sao lại thế, không động đậy được nữa. Chết tiệt, rốt cuộc là sao, chân của ta không nghe sai khiến nữa. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện này là sao. Khoảnh khắc kiếm thế huyết quang bao phủ, sát ý như rắn độc xâm nhập vào cơ thể bọn họ. Cả đám người lập tức như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh lẽo. Bị vùi lấp bên trong, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Chỉ có vài người mặt đỏ bừng, cố gắng di chuyển cơ thể tiến về phía trước. Thu Nguyệt Hàn Giang, huyết kiếm như uyên. Sự lạnh lẽo đáng sợ bỗng nhiên bùng lên từ trên người Cơ Vô Dạ, vô số kiếm quang giống như ánh trăng chiếu xuống mặt sông. Kèm theo sự giết chóc lạnh lùng, cùng với nước sông mênh mông, ánh trăng tạo thành một vực sâu như máu, bóp nghẹt những kẻ rơi vào trong đó một cách vô tình. Phụt, phụt. Nhất thời tiếng kêu thê thảm vang lên liên tục, không ngừng kêu rên, khu đầm lầy giống như địa ngục trần gian, tay chân đứt gãy khắp nơi, khiến người ta thấy mà khiếp sợ. Đợi đến khi Cơ Vô Dạ thu kiếm vào vỏ thì không còn ai đứng vững nữa, máu chảy đầy đất, huyết kiếm như uyên quả thật không phải hư danh. Đó chính là Cơ Vô Dạ, huyết thủ Đồ Tể Cơ Vô Dạ, nhân vật đáng sợ hạng ba bảng ngoài của bảng Long Vân. Nhìn lại thì thấy có một người tương đối ngoan cường đang bò lên từ đống thi thể. Con người có khát khao được sống rất mãnh liệt, luôn có nghị lực không thể tưởng tượng. Ở dưới địa ngục như thế vẫn gắng gượng bò lên một cách khó khăn. Ngu xuẩn. Cơ Vô Dạ tỏ ra hờ hứng, hiện lên nụ cười tàn nhẫn, nói. Dứt lời, trên mặt đệ tử tông môn bò lên đầm lầy đó bỗng xuất hiện vết máu dữ tợn giống như con rết. Vết máu ấy lan tràn khắp toàn thân, người đó lập tức đau đớn không thôi, kêu lên thảm thiết, xé ruột xé gan. Phịch! Khi la hét đến cực hạn, một tiếng động lớn vang lên, giống như sấm đánh xuống đất bằng. Đệ tử tông môn duy nhất còn sống lập tức nổ tung thành xương máu, trên mặt đất bỗng xuất hiện thêm một hố sâu mấy trăm mét, trong hố có tiếng gió hạc kêu, huyết quang như mực. Tựa như tạo thành một vực máu, vực sâu màu máu, kiếm âm như ma. Vang vọng không dứt. Người ta đã chết hết rồi, không nghĩ xem vì sao tên vô dụng nhà ngươi lại còn sống. Cơ Vô Dạ không ngừng cười nhạt, sau đó ánh mắt sáng lấp lánh dừng trên cỏ hóa long, há miệng hút. Ầm ầm ầm. Mặt đất lập tức rung chuyển vô cùng kịch liệt, khói xám bao phủ trên cỏ hóa long giống như du long chiếm giữ, nháy mắt đã bị hắn ta hút vào trong. Khi khói xám bị hút vào, huyết quang trên người Cơ Vô Dạ theo đó trở nên đậm hơn. Trong chớp mắt,
huyết quang đã bao phủ hắn ta hoàn toàn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong huyết quang đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, toàn thân tỏa ra khí tức dồi dào mênh mông. Rõ ràng chân nguyên hùng hậu ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới âm dương, nhờ công hiệu của cỏ hóa long chắc hẳn sẽ càng thuận lợi, có thể đột phá dễ dàng, nhưng người này lại không có ý định thăng cấp. Mặc cho chân nguyên không ngừng ngưng luyện đến mức huyết quang tỏa sáng rực rỡ như bảo thạch. Xoạt. Đợi đến khi khói xám hình rồng bị nuốt chửng hoàn toàn, huyết quang trên người Cơ Vô Dạ thu lại cực nhanh. Trong chớp mắt, ánh sáng trên người hắn ta chuyển động, chân nguyên lan tràn, khí tức càng trở nên đáng sợ. Đợi hắn ta mở mắt ra, kiếm ý trong mắt tuôn trào, sát khí bức người, chỉ nhìn thoáng qua đã như rơi vào vực sâu. Cơ Vô Dạ xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một con nhện màu đỏ máu tỏa ánh sáng bảy màu. Đó là võ hồn huyết diệu Ma Chu, cấp huyền thất phẩm. Cơ Vô Dạ lẩm bẩm, cấp huyền thất phẩm, những yêu nghiệt xếp hạng 10 trở lên của bảng Long Vân khi thăng cấp lên cảnh giới âm dương, võ hồn ít nhất cũng phải là cấp huyền cửu phẩm. Thất phẩm của mình còn kém xa lắm, dùng chân nguyên và dị thảo để nuôi dưỡng nó vẫn hơi chậm, phải giành được thiên tinh châu bản mệnh của tinh quân để lại lúc tịch diệt mới được. Trong lúc hắn ta lẩm bẩm, huyết diệu Ma Chu trong lòng bàn tay lặng lẽ bỏ ra ngoài, cắn nuốt oán khí sót lại trên người những thi thể trong đầm lầy, vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, ở bên một hồ nước cạn, tiếng la hét vang lên liên tục, máu bắn tung tóe. Mấy chục đệ tử tông môn kêu lên thảm thiết, sử dụng thân pháp điên cuồng tháo chạy, không ngừng tung chiêu thức giữ mạng của mình ra phía sau. Loại phản công thế này cũng vô cùng đáng sợ, cả đám người giống như gặp phải yêu thú gì lợi hại, ai nấy đều đang liều mạng, chỉ mong thoát được cái chết. Chạy thoát được sao? Đến khi sau lưng họ vang lên tiếng cười lạnh lùng mới biết, đó căn bản không phải yêu thú đáng sợ gì, mà là một đao khách còn đáng sợ hơn cả quái vật đang truy sát. Nói đúng hơn là thảm sát. Trong sóng khí ngút trời, những đệ tử tông môn liều mạng sử dụng chiêu thức lợi hại nhất đều bị một đao giết chết, không kịp đề phòng. Không ngừng có người chết, không ngừng có người ngã xuống đất. Nhưng lạ là không nhìn thấy bất cứ ánh đao nào, chỉ thấy người đó với vẻ mặt dữ tợn, cứ đuổi theo từng bước như vậy. Người đó cũng không vội, cảm thấy có ai chạy hơi xa một chút là chém ra một đao. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong không khí xuất hiện gợn sóng, đó chính là những luồng đao quang màu đen rất yếu ớt. Đao quang uốn lượn hệt như rắn độc, xuyên thẳng qua đám đông, đuôi rắn nhẹ nhàng quét qua, ngay lập tức có đầu người rơi xuống đất, hoặc là thân thể nổ tung. Trông rất tàn bạo. Đao khách này chính là Diêm Không, xếp hạng 54 trên bảng Long Vân, được xưng quỷ đao Diêm Không. Hắn ta ung dung cứ như đang dạo chơi, nhưng chỉ sau một lát, không còn ai đứng thẳng được. Trên mặt đất máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, Diêm Không lạnh lùng mắng, một lũ vô dụng, vậy mà cũng dám phá hủy quả long diên của ta. Trên thực tế thì quả long diên này không phải của hắn ta, vốn do đám người này tranh đấu quá kịch liệt nên đã khiến nó bị phá hủy, vừa khéo hắn ta vô tình đi ngang qua và phát hiện. Diêm Không cực kỳ tức giận nên đã ra tay giết người, hơn 10 người dễ dàng bị hắn ta giết sạch. Sự tàn bạo và khát máu của hắn ta không hề thua kém Cơ Vô Dạ. Trong quần Long Thịnh Yến lần trước, hai người họ được xưng là sát thần, giết người như ngóe. Đệ tử tông môn, dù không phải tà tu, nhưng phần lớn đều có giết người, một khi ra tay sẽ không chút do dự, tuy nhiên, cũng không phải tùy tiện giết. Thế nhưng, hai người này thì khác, chỉ cần một lời không hợp liền động sát tâm, thậm chí bọn họ còn xem giết người là niềm vui. Hai người vốn dĩ không ưa nhau, gặp mặt nhất định sẽ đánh cho trời long đất lở. Lại đổi hướng. Diêm Không ngẩng đầu nhìn, mày khẽ cau lại, thấp giọng mắng, ở cái nơi quỷ quái này, muốn tìm được cổ mộ tinh quân thật sự rất phiền. Biển Trăng Khô, ở một thung lũng có địa hình bằng phẳng. Có hai người đang đánh nhau, một già một trẻ. Người già có vẻ là tà tu, sát khí tràn ngập toàn thân, chiêu thức vừa hung ác lại vừa sắc bén. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới Dương Huyền viên mãn. Mỗi một chiêu thức đều có uy lực xẻ đá vá trời, lão luyện mà cay độc. Tuy nhiên, thế cục lại cực kỳ bất lợi với ông lão kia, bởi vì thiếu niên đang đối đầu với ông ta thậm chí còn chưa rút kiếm ra. Phụt!
đang đánh kịch liệt thì ông lão bị đối phương bắt được sơ hở, kế đó, ông ta trúng một chưởng ngay trước ngực, lập tức phun máu. Ông lão ngẩng đầu nhìn người thanh niên áo xanh trước mặt với ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Nếu Lâm Nhất ở đây, chắc hẳn hắn sẽ không cảm thấy xa lạ gì với thanh niên áo xanh. Đó là Bạch Lê Hiên, công tử Tiểu Bạch, người từng là yêu nghiệt số một của Lăng Tiêu Kiếm Các, và nay là đệ tử của Càn Vân Tông. Bạch Lê Hiên có căn cốt thánh thể, thiên phú về kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, hiện tại, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ mà hắn ta đã ép ông lão kia vô cùng thê thảm. Các hạ, quả viêm vân này đã bị ngươi lấy đi, cần gì phải đuổi cùng giết tận. Ông lão che ngực, nhìn chòng chọc vào Bạch Lê Hiên. Ánh mắt ông ta lóe lên tia âm u, sát khí sắc bén vụt qua. Ta giết ông không phải vì quả viêm vân, mà vì vừa khéo đụng phải mà thôi. Nếu cứ để ông đi như vậy, há chẳng phải xin lỗi 3 tháng tu luyện tại Càn Vân Tông hay sao? Sắc mặt Bạch Lê Hiên vô cùng lạnh lùng và bình thản, hắn ta nói rõ mục đích giết đối phương chỉ đơn giản là để luyện tập. Đối diện chính là tán tu đã đạt đến cảnh giới dương huyền viên mãn, mà hắn thì mới chỉ là âm huyền đại thành mà thôi, tu vi có sự chênh lệch rất lớn. Dù không địch lại thì liều mạng trốn thoát vẫn có thể được. Tuy nhiên, hắn ta lại nói thẳng đối phương chắc chắn không thoát được, khí phách và tự tin bực này quả thật khiến người ta cảm thấy giật mình. Ngông cuồng, lão phu muốn đi, ngươi còn chưa đủ khả năng ngăn cản. Vừa dứt lời, ông lão đã nhấc chân rời đi, thái độ cực kỳ quyết đoán. Đã trúng của ta một chưởng, còn cho ông có cơ hội rời đi, chẳng phải chuyện cười hay sao? Bạch Lê Hiên lộ vẻ khinh thường, hắn ta rút kiếm ra khỏi vỏ, chợt nghe một tiếng kiếm ngân, kiếm quang bắn ra, ông lão kia lập tức bị ép lui lại. Bù! Kiếm quang lại lóe lên, trước ngực ông ta xuất hiện một vết thương dữ tợn. Ông lão lập tức thét lên một tiếng, dường như đã phát cuồng. Chết! Không cho ông lão có cơ hội chó cùng rứt dậu, Bạch Lê Hiên nhanh chóng lao đến, mũi kiếm xẹt qua không trung, để lại một tia sáng lạnh lẽo, thoạt nhìn giống như một tia chớp chợt lóe. Một kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Phập! Bạch Lê Hiên vừa thu tay lại, máu tươi lập tức bắn ra. Khi hắn ta đang lau vết máu trên thân kiếm, một bóng người từ từ hạ xuống. Tìm được người đúng là không dễ, không tệ, tán tu cảnh giới dương huyền viên mãn mà vẫn có thể dễ dàng chém giết, người tới nhẹ giọng cười, thái độ rất hòa nhã. Là Tạ Vân Kiều, đệ tử cốt cán của Càn Vân Tông và là sư huynh của Bạch Lê Hiên. Đồng thời cũng là nhân tài kiệt xuất đứng hạng thứ 57 trên bảng Long Vân. Tán tu mà thôi, người này cũng không có tên trên bảng tà tu, không đáng nhắc đến. Bạch Lê Hiên tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói. Khiêm tốn, Tạ Vân Kiều cười khẽ, hắn ta rất coi trọng người sư đệ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong quần Long Thịnh Yến, sư đệ của hắn ta nhất định sẽ nổi danh. Hơn nữa, người này còn có căn cốt thánh thể. Đó chính là thứ mà ngay cả hắn ta cũng hâm mộ không thôi. Trước đó ta có thấy Lâm Nhất. Dù cố gắng duy trì bình tĩnh đến đâu thì giọng của Bạch Lê Hiên vẫn có chút gì đó khác thường. Trước khi tiến vào biển trăng khô, Lâm Nhất đã nhìn thấy hắn ta, và hắn ta cũng nhìn thấy Lâm Nhất. Chỉ là, suy nghĩ của hai người ngay lúc đó không giống nhau mà thôi. Tạ Vân Kiều lơ đễnh cười, ta cũng đã thấy. Yên tâm. Hiện tại hắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi có thánh thể, lại tiến vào Càn Vân Tông ta, hứa hẹn sẽ càng lúc càng bỏ xa hắn. Chuyến đi cổ mộ tinh quân lần này không chỉ khiến ngươi nổi danh khắp bốn phía, mà còn muốn để ngươi giành được thiên tinh châu có từ thời tinh quân thượng cổ tịch diệt. Bạch Lê Hiên im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ thở dài và nói, chỉ là, người này đã tạo thành thất bại quá lớn cho ta, đúng là ta không cần phải kiêng kỵ hắn. Lần này, có nhiều cao thủ trên bảng Long Vân tham gia như vậy, hắn sẽ không xem ta là mục tiêu. Tạ Vân Kiều mỉm cười gật đầu, đúng vậy, còn nếu đụng phải thì cứ tiện tay dạy cho hắn một bài học là được, không cần quá để tâm đến người này. Đi thôi, cổ mộ tinh quân còn khá xa đấy. Cùng lúc đó, Lâm Nhất, người bị hai người họ nhắc đến, đang ở trong một di tích tông môn hoang tàn. Trời đất bao la mờ mịt. Những kiến trúc bị tàn phá ẩn mình dưới lớp cát vàng kia quả thật khiến người ta cảm thấy rung động không thôi. Trong một cung điện đổ nát, Lâm Nhất ẩn mình thật kỹ,
sau đó cái hộp đựng kiếm trên lưng xuống. Ánh mắt rơi vào hộp đựng kiếm, Lâm Nhất duỗi tay mở nó ra, ngay lập tức hương hoa nồng nặc phả vào mặt, cả người hắn lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương mù được ngưng tụ từ hương hoa trong hộp đựng hơn 30 đóa hoa tịch vụ 4 màu, số lượng cánh hoa phủ kín một nửa hộp. Keng! Lâm Nhất rút, kiếm táng hoa ra, thân kiếm lóe lên tia sáng lạnh, một đường linh văn từ chuôi kiếm kéo dài đến mũi kiếm, dường như linh văn này tự nhiên mà sinh ra, có ẩn chứa đạo vận trong đó. Hiện tại, 1/3 linh văn đã lóe sáng, đến khi có thể thắp sáng toàn bộ linh văn, kiếm này ắt thăng cấp thành bảo khí. Hiển nhiên, nếu kiếm táng hoa có thể trở thành bảo khí thì Lâm Nhất sẽ có thêm một phần lực lượng rất lớn trong cổ mộ tinh quân. Còn kém 2/3, phải nghĩ cách mới được, Lâm Nhất nhíu mày suy tư. Chỉ cần không phải hoa tịch vụ 7 màu thì ở biển trăng khô không tính là hiếm, có điều một người siêu tầm thì có hơi rắc rối. Với tiến độ như vậy, trước khi đến cổ mộ tinh quân, rất khó để kiếm táng hoa thăng cấp thành bảo khí. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Nhất hệt như những ngôi sao nhấp nháy. Có rồi. Lâm Nhất vẫy tay, kiếm táng hoa đang nằm trong hộp lập tức bay lên, sau đó chuôi kiếm bị năm ngón tay hắn nắm chặt. Hai mắt hắn từ từ nhắm lại, tử diên kiếm quyết bắt đầu vận chuyển, ngay lập tức. Chân nguyên dồi dào trong người hệt như giang hà cuồn cuộn sóng, kế đó, Lâm Nhất cầm chặt chuôi kiếm, điên cuồng rót chân nguyên vào thân kiếm. Ông, ông, ông! Chân nguyên rót vào khiến kiếm táng hoa không ngừng run lên, bắt đầu vận sức trở phát động. Khi sắp đến cực hạn, hai mắt Lâm Nhất đột nhiên mở to, trong mắt có tia sáng nhấp nháy, kiếm ý tiên thiên viên mãn tản ra, lúc này, kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm táng hoa vận sức đã lâu lập tức phát ra luồng sáng bạc chói mắt, sộc thẳng lên trời, giữa cái nơi cát vàng đầy trời này, thật sự rất đáng chú ý. Cạch! Lâm Nhất giơ tay lên, kiếm táng hoa bắn vọt ra, cắm xuống đất nửa xích. Kế đó, chuôi kiếm run lên dữ dội, khiến mặt đất cũng rung chuyển theo, những kiến trúc đổ nát gần đó bị ảnh hưởng, bắt đầu sụp đổ. Luồng sáng bạc sộc thẳng lên trời vốn đã bắt mắt. Lại thêm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, khiến cho kiến trúc thượng cổ bao la xuất hiện động tĩnh cực lớn. Kiếm ý mạnh thật, là di bảo thượng cổ ư? Động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Đi, 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 mau qua đó. Trong khoảng thời gian ngắn, người từ khắp các nơi nghe tin, lập tức hành động, bọn họ điên cuồng chạy đến, ai cũng sợ chậm một bước. Nơi đây vốn là một kiến trúc thượng cổ đổ nát, một nửa chìm trong cát vàng. Có rất nhiều người đang tìm kiếm di bảo. Bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, dù chỉ có chút nghi ngờ nhưng vì lòng hiếu kỳ mọi người cũng sẽ tranh thủ chạy qua xem thử. Bản thân kiếm táng hoa vẫn có lai lịch không nhỏ, mặc dù không phải di vật thượng cổ, nhưng cũng đủ khiến những di bảo này kiệt quệ, thậm chí còn tệ hơn thế. Cho nên, đám người này thật sự không đoán sai. Chỉ trong vòng vài cái chớp mắt, Lâm Nhất đã phát hiện có hai bóng người lao đến nhanh như chớp. Hai người này khá là cẩn trọng, khi nhìn thấy kiếm táng hoa, ánh mắt bọn họ lóe sáng, nhưng vẫn không vội hành động. Đôi bên đều chú ý đến đối phương, một là đệ tử cốt cán của thế lực chuẩn bá chủ, tu vi Dương Huyền Đại Thành. Người còn lại là một tán tu trung niên có dáng người khôi ngô, cường tráng, cao gần 2 mét. Hai người đề phòng lẫn nhau, đồng thời liếc mắt nhìn kiếm táng hoa đang cắm trên mặt đất. Trong phế tích đổ nát. Chuôi cổ kiếm màu bạc dính không ít cho bụi. Tuy vậy, nó vẫn không giấu được độ sắc bén và bóng của mình. Điều hiếm hoi hơn nữa chính là đó là một thanh cổ kiếm gần như nguyên vẹn, không hề sứt mẻ chút nào. Từ đó có thể thấy được, dù không phải bảo khí thì giá trị của nó cũng cực kỳ cao. Rầm, rầm, rầm. Phút chốc, hai người cảm thấy kinh ngạc không thôi, cả hai đều lộ vẻ hưng phấn khó có thể kiềm chế được. Mãi một lúc sau, bọn họ mới chú ý đến sự tồn tại của Lâm Nhất. Tên đệ tử tông môn mặc áo vàng lộ vẻ ngạc nhiên, kế đó, trong mắt hắn ta lóe lên tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói, chắc hẳn ngươi đã phát hiện thanh cổ kiếm này, tuy nhiên, giờ thì ngươi biến đi được rồi. Trong lúc nói chuyện, đã có rất nhiều bóng người lao đến với tốc độ xé gió, khi nhìn thấy thân kiếm táng hoa bị cát vàng vùi lấp, mắt bọn họ sáng bừng lên. Đúng là một chuôi cổ kiếm. Qua nhiều năm như vậy mà kiếm ý vẫn không tiêu tan,
e là lai lịch của chuôi kiếm này rất to lớn. Chắc chắn năm đó nó đã trải qua một trận đại chiến, nếu không, không đến mức phẩm cấp rớt xuống huyền binh. Tiếng bàn tán vang lên khắp bốn phía. Bảo ngươi cút đi, không nghe thấy à, gã trung niên cao to thấy Lâm Nhất không nhúc nhích thì tỏ vẻ tức giận, nghiêm giọng quát lên. Có vẻ như hắn ta và thanh niên áo vàng đã đạt thành hiệp nghị tạm thời, trước xua đuổi Lâm Nhất, sau liên thủ đuổi hết những người còn lại, cuối cùng, bọn họ sẽ quyết đấu để tranh thanh bảo kiếm này. Bằng không, đêm dài lắm mộng, không biết sẽ còn ai tìm tới. Cách nghĩ này rất hay. Đối mặt với tiếng quát của hai người kia, Lâm Nhất chỉ mỉm cười, khẽ nói, thanh kiếm này vốn dĩ là của tại hạ, ta gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để nhờ các vị giúp một việc mà thôi. Bốn phía lập tức yên tĩnh, trong mắt mọi người lóe lên tia kinh ngạc và khó hiểu. Ngay cả tên thanh niên áo vàng cùng gã trung niên to con cũng đứng ngây ra một lúc, không hiểu ra sao. Không tin à. Lâm Nhất thu lại nụ cười. Hắn và kiếm táng hoa đã sớm tâm ý tương thông, nên vừa dứt lời, chỉ vẫy tay một cái, thanh kiếm nhấp nháy ánh bạc, kiếm ý lượn lờ đã lập tức rút khỏi mặt đất, vọt về phía Lâm Nhất. Vèo! Thanh niên áo vàng cùng gã trung niên cao to cực kỳ sợ hãi, vội bay vọt lên trời, lao đến như tia chớp. Có lẽ thanh kiếm này từng là của ngươi, nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Một tên vô dụng cảnh giới âm huyền không xứng có được bảo kiếm thế này. Hai người bay lên không trung, trên người bùng lên sát khí, hai luồng khí thế cực kỳ ác liệt cuộn trào về phía Lâm Nhất, không định cho Lâm Nhất một con đường sống. Lâm Nhất cầm chặt lấy kiếm táng hoa, hai người gần như theo sát phía sau, cùng lao xuống. Lúc ai cũng tưởng chừng Lâm Nhất sẽ phải chết ngay tại chỗ dưới sự liên thủ của hai người, một tia sáng lóe lên, hai dòng máu tươi bắn ra trên không trung. Hai người khi nãy còn đang hung hăng đều che ngực, nửa quỳ trước mặt Lâm Nhất. Sao có thể? Hai người vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt đều là vẻ khó tin, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ Lâm Nhất đã xuất kiếm như thế nào. Lâm Nhất đảo mắt nhìn xung quanh, những người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy, cảm giác sợ hãi bao phủ cả trái tim. Để lại ba đóa hoa tịch vụ. Nếu không đừng ai hòng rời đi. Ai không có hoa tịch vụ thì để túi chữ vật lại, sau khi tìm thấy thì đến chỗ ta để đổi. Hoa tịch vụ. Người đến biển trăng khô này ai mà không biết hoa tịch vụ, nhưng làm gì có ai bỏ sức đi tìm loại hoa này. Đa số đều tìm thấy rồi tiện tay hái, xem như một báu vật bất ngờ, nhưng nếu cố tình đi hái hoa tịch vụ thì rõ ràng là mất nhiều hơn được. Biển trăng khô rộng lớn như thế. Rất dễ dàng tìm thấy di tích thượng cổ, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, bảo bọn họ đi tìm hoa tịch vụ thì quá vô lý. Trong thoáng chốc, mấy chục người bị kiếm táng hoa dẫn dụ tới đều nổi trận lôi đình. Bọn họ đến đây không phải vì hoa tịch vụ gì đó mà là vì cổ mộ tinh quân, vì thiên tài địa bảo của biển trăng khô. Dù Lâm Nhất này hơi đáng sợ, một kiếm đã đả thương hai người cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, nhưng biết bao người muốn đi. Hắn cũng không ngăn hết được. Xin lỗi chúng ta không có thời gian tìm hoa tịch vụ gì đó cho ngươi. Muốn ta tìm hoa tịch vụ cho ngươi không công á, xem chúng ta là bọn ngốc sao. Còn muốn để túi chữ vật lại, nằm mơ à. Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn. Cả đám đều đang nén giận, sau khi có người dẫn đầu lập tức dẫn đến từng trận xôn xao. Vù. Mấy chục bóng người lập tức bay lên trời. Khai triển võ công, chạy về bốn hướng. Lâm Nhất trở tay, kiếm táng hoa áp chặt lên cánh tay, tay trái kết ấn, nhẹ giọng nói, nếu đã đến rồi thì không cần đi nữa. Đông người như vậy, đi hết cũng không hay, kiếm táng hoa của hắn vẫn đang chĩa vào bọn họ. Giống như hoa sen không có nước, tựa như nhất nguyệt không ở trên không. Khi thủ ấn bên trái hình thành, một luồng sát khí ngút trời kết hợp với kiếm thế mờ mịt lập tức xuất hiện. Dưới luồng sát khí này, không khí như bị cô đặc, khiến mọi người đang bay lên trời như rơi vào một vũng bùn sâu, bước đi một cách khó khăn. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Không thể di chuyển. Đáng ghét. Cả đám người đang chạy tứ tán lập tức hoảng sợ tột độ, liều mạng giãy giụa. Lâm Nhất không cho những người này có thêm cơ hội. Khi sát khí chồng lên gấp 7 lần,
hắn đấm tới một phát. Phật môn thất sát ấn. Quyền mang nổ tung, trong âm thanh chấn động đất trời, những đệ tử tông môn trong không trung đều bị trọng thương, hộc máu rơi xuống đất. Mỗi một phần của các kiến trúc cổ xưa ở gần đó cũng tan thành cho bụi dưới quyền mang này. Nhẹ bay theo gió, hoàn toàn chôn vùi. Khi cho bụi bay hết, thiếu niên áo xanh đứng im trong gió áo quần tung bay, trên người tràn ngập khí thế bá đạo khinh thường chúng sinh. Một quyền, chỉ một quyền đã khiến mấy chục người bị thương nặng. Đây cũng là uy lực của Phật môn thất sát ấn, có thể khiến sát khí của một người chồng lên nhau, chồng chất theo bội số, không phải từ 1 đến 7, mà là từ 1 đến 2, 2 đến 4, 4 đến 8, đợi đến khi chồng gấp 7 lần, sát khí sẽ trở nên đáng sợ đến mức khiến người ta hết hồn hết vía. Huống hồ trong sát khí còn dung hợp cả kiếm ý tiên thiên của Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất cũng đã nương tay rồi, nếu hắn sử dụng hoàn toàn kiếm ý tiên thiên, thì trước mắt đã không còn một ai sống sót nữa rồi. Hoa Tịch Phụ, ta có, ta có. Người đàn ông cao to nửa quỳ bên cạnh Lâm Nhất nhìn thấy uy lực của cú đấm này thì lập tức run rẩy, lấy ra ba đóa hoa tịch phụ từ trong túi trữ vật. Lâm Nhất nhìn thoáng qua, hờ hững nói, người có thể đi. Bù! Người đàn ông cao to như chút được gánh nặng, vội vàng chạy trốn. Người đàn ông áo vàng ở một bên cắn răng nói, ta chỉ có một đóa. Để túi trữ vật lại, tìm được hai đóa nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Nhất giơ tay, không chút khách sáo lấy đi túi trữ vật của hắn. Người đàn ông áo vàng lập tức nổi giận, ngươi! Hả? Lâm Nhất nâng mắt nhìn lên, chỉ một ánh mắt đã khiến người này nuốt lời mình muốn nói xuống. Ta đi tìm cho ngươi. Người đàn ông áo vàng giận nhưng không dám nói gì, xoay người rời đi, chỉ muốn sau khi tìm thấy hoa tịch phụ thì không gặp lại Lâm Nhất nữa. Hai người mạnh nhất đều đã khuất phục trước Lâm Nhất, đương nhiên mấy đệ tử tông môn còn lại cũng không dám làm càn. Chẳng mấy chốc, đám người khi nãy còn rất mạnh miệng đều ngoan ngoãn đi tìm hoa tịch phụ. Dưới tình huống túi trữ vật bị Lâm Nhất giữ, đám người này đều rất hăng hái tìm kiếm, gần như chưa đến 2 ngày đã tìm được 100 đóa hoa tịch phụ. Trong hộp đựng kiếm lấp đầy cánh hoa tịch phụ 4 màu, kiếm táng hoa nằm bên trong. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy có hương khí được ngưng luyện bay vào trong kiếm. Trước khi tìm thấy cổ mộ tinh quân có lẽ có thể để kiếm táng hoa thăng cấp thành bảo khí. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ chờ mong. Nếu kiếm táng hoa có thể nâng cấp thành bảo khí thì chắc chắn sẽ lột xác, uy lực tăng mạnh. Nên đi rồi. Lâm Nhất di chuyển, dừng lại ở chỗ cao nhất của dãy kiến trúc đổ nát, hắn đưa mắt nhìn xuống. Khắp nơi đều là đền chùa đổ nát, lầu các sụp đổ, hơi thở cổ xưa thê lương tràn ngập trong di tích cổ bị cát vàng vùi lấp này. Tuy hắn cũng từng gặp cảnh tượng như thế ở rất nhiều bí cảnh, nhưng mỗi lần gặp đều khiến người ta thấy rung động. Thời đại thịnh thế hoàng kim thuộc về võ đạo kia rốt cuộc huy hoàng đến mức nào. Nhưng sau một tai họa lớn, đại chiến kết thúc thì chẳng còn gì nữa, chỉ có di tích tan tành nói lên sự thịnh thế năm đó. Vù, vù, vù. Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ, trên người hắn hiện lên kim quang nhàn nhạt, giống một con kim ô dương cánh bay lượn trong di tích, nhìn xuống bát phương. Có thể phát hiện trong di tích có không ít đệ tử tông môn rải rác khắp nơi. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, Lâm Nhất không quan tâm những chuyện này, vẫn đi thẳng về phía trước. Ấy! Vào lúc Lâm Nhất sắp rời khỏi di tích này thì sắc mặt hắn hơi thay đổi, ngay sau đó, hắn trở lại trước một đống đổ nát. Nơi đó có cát chảy chậm rãi chuyển động, không chú ý rất có thể sẽ bỏ lỡ. Nếu hắn đoán không lầm thì đây là lối vào của một địa cung. Ống tay áo tung bay, Lâm Nhất phung tay lên. Gạch ngói ở gần đó và những mảnh vụn khác đều bị quét sạch. Tầm nhìn lập tức rõ ràng, cát chảy xung quanh tựa như một cái phễu muốn chặn lại một cửa hang nào đó. Không bao lâu nữa, có lẽ cái phễu này sẽ hoàn toàn bị lấp đầy. Biển Trăng Khô vốn là di tích của một chiến trường thượng cổ, trong đó có địa cung cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều bảo bối chân chính đều được phát hiện ở địa cung, so về tính nguy hiểm, trên mặt đất hoàn toàn không thể sánh với địa cung. Lâm Nhất do dự một lúc, trước khi địa cung khép lại, hắn lách mình đi vào trong. Ào!
khi rơi xuống chẳng khác nào đang rơi xuống một vực sâu vạn trượng, lơ lửng giữa không trung, không biết điểm cuối. Cảm giác này giống khi Lâm Nhất đi qua trận pháp truyền tống loại nhỏ trước đây, sau khi thật sự dừng lại thì đã đi tới một nơi khá xa rồi. Cả người Lâm Nhất hoàn toàn bị cát bao phủ, đè ép không ngừng, cát chảy tựa như sóng biển đưa hắn tới một vùng đất không rõ. Ngoài thấp thỏm còn khiến người ta hơi mong đợi. Lay động. Không biết đã bao lâu trôi qua, thân thể Lâm Nhất vẫn lơ lửng trên không, không ngừng rơi xuống, đợi khi bàn chân chạm đất, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Biển trăng khô này thật sự giống như trong truyền thuyết, kỳ lạ khó lường, mãi mãi không thể biết cuối cùng cát sẽ chảy đến đâu. Lâm Nhất quan sát xung quanh, phát hiện nơi này hơi tối, hắn đang đứng trong một con đường do người làm ra. Hai bên là vách tường cứng rắn, sờ vào có cảm giác hơi lạnh. Nơi này tạo thành một cảm giác tương phản rõ ràng với biển trăng khô nóng bỏng. Trên hai bên vách đá cứ cách một khoảng sẽ có một chỗ làm nhỏ, trong chỗ lõm có ánh lửa mờ tối đang cháy, càng có vẻ âm u hơn. Không lâu sau đó, Lâm Nhất phát hiện một thạch thất cũ kỹ, thạch thất đã bị cướp sạch từ lâu. Khắp nơi đều là trang sức hư hỏng, đồ để dưới đất cũng vô cùng hỗn loạn. Quan trọng nhất là hắn còn phát hiện hai cái xác, trông có vẻ không giống người thời xưa lắm. Có người từng đến nơi này. Lâm Nhất hơi thất vọng, nếu từng có người đến thì sẽ không còn thứ gì quá quý giá nữa. Đúng lúc này, thấp thoáng có tiếng chân nguyên dao động vang lên, ngoài ra còn có tiếng đánh nhau kịch liệt. Xem ra có không ít người đến đây. Lâm Nhất càng tỏ vẻ thất vọng hơn, hắn ngẫm nghĩ. Lặng lẽ đi dọc theo đường đá. Hắn nghe theo tiếng đánh nhau, không ngừng đi về phía trước. Cuối cùng, Lâm Nhất đi tới một cung điện rộng lớn, trên cung điện nạm đá quý sáng ngời. Ánh sáng rực rỡ lấn át sự tối tăm, chiếu sáng đại sảnh bên dưới. Lúc này có mấy chục người đang tập trung dưới ánh đèn, đánh đấm dữ dội. Ở một góc đại sảnh có một trụ đá dựng thẳng, trên trụ đá để một cái bát ngọc. Tí tách. Phía trên có những giọt nước lấp lách đang nhỏ vào bát ngọc với tốc độ khá chậm. Nhưng mỗi lần nhỏ xuống, âm thanh trong bát đều rất trong trẻo, giống như tiếng ngọc vỡ, khiến người ta chìm đắm. Nước huyền âm. Mắt Lâm Nhất lập tức sáng lên, chẳng lẽ địa cung này là một ngôi mộ? Nhớ tới con đường tối tăm khi nãy, nói đây là một ngôi mộ cũng không phải không hợp lý. Đã đến cổ mộ tinh quân rồi sao? Không đúng. Có lẽ vẫn chưa đến cổ mộ tinh quân, chỉ hơi thở trong cổ mộ tinh quân đã có thể khiến người ta khiếp sợ rồi. Có lẽ đây là mộ cung do một tông môn thượng cổ cố ý dựng nên, chuyên dùng để diễn hóa nước huyền âm, dù không bằng được cổ mộ tinh quân nhưng có lẽ cũng không hề tầm thường. Tránh ra, nước huyền âm này là do lão tử phát hiện, đừng ai hòng tranh giành với ta. Chỉ với một tên vô dụng như ngươi sao? Chết đi! Dưới đèn đuốc sáng rực, mấy chục người hùng hổ liều mạng tranh giành nước huyền âm, đánh giết không nương tay. Lâm Nhất âm thầm quan sát một lúc, đăm chiêu nhìn bát ngọc kia. Có thể không bị nước huyền âm ăn mòn, e rằng giá trị của bát ngọc này không thấp, hơn nữa nó còn rất nguyên vẹn. Vào lúc Lâm Nhất đang định ngư ông đắc lợi, đợi bọn họ giết gần hết người mới ra tay thì trong bóng tối lại có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân đó thi thoảng lại vang lên. Có tiết tấu kỳ lạ, ở trong bóng tối, như hòa làm một với tiếng tim đập. Trong vô thức, tiếng bước chân và tiếng tim đập hoàn toàn hòa làm một. Theo nhịp bước dần nhanh hơn, nhịp tim của Lâm Nhất cũng không thể khống chế mà trở nên nhanh hơn. Thịch, thịch. Trái tim đập hỗn loạn như có thể nhảy khỏi ngực bất cứ lúc nào. Nhưng đây cũng không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ là bước chân kia đột nhiên dừng lại, cứ thế mà dừng. Nhịp tim của Lâm Nhất cũng theo đó mà hơi dừng lại. Hắn lập tức hít thở dồn dập, sắc mặt thoáng chốc tái mét, đứng dựa vào vách tường lót gạch. Nhưng những người đang chém giết kịch liệt lại không hề hay biết. Gặp phải cao thủ rồi. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nặng nề, hắn giấu đi hơi thở, lập tức không dám hành động lỗ mãng nữa, có lẽ người này sẽ không phát hiện ra hắn. Nhưng nếu không phát hiện ra hắn, chỉ có tiếng bước chân đã khiến người ta khiếp sợ như thế, vậy thực lực chân chính của người này sẽ mạnh đến mức nào? Lâm Nhất cười khổ, nước huyền âm được phát hiện bất ngờ này thật sự khá bí ẩn.
Chắc chắn chủ nhân của tiếng bước chân thần bí trong bóng tối tương đối mạnh, rất có thể là yêu nghiệt trên bảng Long Vân, xếp hạng còn khá cao. Nhưng nếu Lâm Nhất đã nhìn thấy nước huyền âm thì hắn cũng không định từ bỏ. Cho dù thật sự là thiên tài kiệt xuất trên bảng Long Vân cũng không ngoại lệ. Vào lúc Lâm Nhất đang lặng lẽ theo dõi tình hình, tiếng bước chân thần bí lại vang lên một lần nữa, lần này âm thanh kia vang lên vô cùng đột ngột. Hắn còn chưa kịp nghe kỹ đã có một bóng người xuất hiện ở trung tâm đại sảnh nhanh như tia chớp. Chủ nhân của bóng người kia tựa như một cơn gió chém giết mọi người, sau đó đi tới trước trụ đá trong góc. Đèn trên nóc đại sảnh rọi xuống, Lâm Nhất chỉ có thể nhìn rõ bóng lưng của người này, hắn ta mặc áo xám, vóc người cao to, chỉ bóng lưng thôi đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Không ngờ thật sự là nước huyền âm, đáng tiếc. Thanh niên áo xám nhìn chằm chằm bát ngọc trên cột đá, tự lẩm bẩm, nhẹ giọng thì thầm. Soạt. Trận đánh kịch liệt trong đại sảnh thoáng chốc dừng lại, mọi người đều tập trung nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia. Khi nhìn thấy người nọ ăn mặc bình thường, còn không có dấu hiệu của tông môn, chỉ đi một thân một mình, không ít người lập tức nở nụ cười dữ tợn. Ha ha, người từ đâu đến vậy, thật sự xem chúng ta là bọn ngốc à? Hừ. Quan tâm hắn là ai làm gì, muốn thừa dịp chúng ta đánh nhau lấy đi nước huyền âm à, không có cửa đâu. Xử lý người này trước rồi tính. Nhóm người vốn đang giao chiến kịch liệt, bất phân thắng bại. Trong lúc rằng có đột nhiên có người áo xám này xuất hiện, người này lập tức trở thành đối tượng tấn công, rất nhiều người đều nhìn hắn ta như nhìn một người sắp chết. Thanh niên áo xám đưa lưng về phía mọi người cười khẩy, một đám không biết sống chết. Chết đi. Thanh niên không hề báo trước mà đột nhiên xoay người, siết chặt năm ngón tay đấm một phát tới. Trong nháy mắt, quyền mang ngưng tụ từ chân nguyên tựa như một ngọn núi lớn lao nhanh đi. Ầm, ầm, ầm. Trong tiếng nổ to, 7-8 người xông lên đầu tiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra đã bị đánh thành một làn xương máu. Sau khi quyền mang đáng sợ đánh chết 7-8 người, uy lực của nó vẫn không hề giảm đi. Quyền mang đẩy mấy người còn lại bay khắp nơi, lả tả như lá rụng giữa không trung, rơi xuống đất tạo thành tiếng vang bịch bịch, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi. Là cao thủ trên bảng Long Vân. Mau đi thôi, người này là bôn lôi thủ Quách Húc đứng thứ 78 bảng Long Vân. Đi. Khi tin tức của cổ mộ tinh quân truyền ra ngoài, thu hút rất nhiều cao thủ trên bảng Long Vân đến, biển trăng khô này đã định sẵn là võ đài của bọn họ. Gặp phải những người này, ngoài việc tự thấy bản thân xui xẻo, xoay người bỏ đi thì không còn cách nào nữa. Nếu không, cái chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Trong nháy mắt, những người còn sống đều chạy hết. Đây cũng là Quách Húc không ra tay, nếu hắn ta muốn, những người này không một ai đi được cả. Hắn ta không ra tay không phải vì tốt bụng, những người này chẳng khác nào con kiến trong mắt hắn ta cả. Thiên tài trên bảng Long Vân nhìn người ngoài bảng đều mang thái độ kiêu căng, ngạo mạn. Cảm thấy mình là người đứng đầu trong trăm triệu võ giả của cổ vực Nam Hoa, người không vào bảng đều là kẻ vô dụng. Giết cũng đã giết rồi, ai quan tâm việc đè chết một con kiến chứ? Trước mắt hắn ta không ra tay là vì một người vừa bước ra, người này lưng đeo hộp đựng kiếm, mặc áo xanh. Tuy không phải thiên tài trên bảng Long Vân, nhưng khí chất trên người hoàn toàn khác với những đệ tử tông môn đang chạy tán loạn kia. Trong mắt Quách Húc thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nét mặt hắn ta thoáng chốc lạnh đi, hắn ta lạnh lùng nói, trưởng bối của ngươi không dạy ngươi gặp thiên tài xuất chúng của bảng Long Vân tốt nhất đừng ôm suy nghĩ muốn thử vận may sao. Đọc tên ra, nếu là đệ tử của chín bá chủ, có lẽ ta có thể tha chết cho ngươi. Lời nói này khá ngông cuồng, nhưng cũng có thể hiểu. Dù sao trong mắt hắn ta, Lâm Nhất chỉ là một võ giả cảnh giới âm huyền viên mãn, còn chưa lên được dương huyền. Hoàn toàn không thể so với thiên tài trên bảng Long Vân như hắn ta. Cho dù hắn có khí chất đến thế nào thì với cảnh giới và địa vị của hắn ta, sao có thể xem trọng một người như vậy được. Nét mặt Lâm Nhất không thay đổi, hờ hững nói, e rằng phải khiến ngươi thất vọng rồi, tại hạ không phải đệ tử của chín bá chủ. Nhưng nếu người muốn ra tay thì có thể thử xem. Trong mắt Quách Húc lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn biết rõ tên tuổi của hắn ta,
cũng không phải đệ tử của chín bá chủ mà vẫn tự tin như thế, đúng là khá hiếm thấy. Chẳng lẽ người này còn có lá bài tẩy gì khác sao? Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu Quách Húc, khó mà nghĩ ra được, nếu không có lá bài tẩy, người này hoàn toàn không dám xuất hiện trước mặt hắn ta. Nếu xuất hiện, lại không phải đệ tử của chín bá chủ thì chắc chắn có chỗ dựa khác. Đỡ một quyền của ta trước đi. Nhưng trong nháy mắt, vẻ do dự trong mắt Quách Húc hoàn toàn biến mất. Mặc kệ ngươi có lá bài tẩy hay không, có thể đỡ một quyền của ta mà không chết mới có tư cách nói chuyện với ta. Oanh! Quách Húc rót chân nguyên ngưng luyện vào trong quyền mang, hắn ta siết chặt nắm đấm, điên quang như sấm xuất hiện. Quyền mang còn chưa rơi xuống, mặt đất của đại sảnh đã xuất hiện những vết nứt, tiếng rắc liên tục vang lên. Cú đấm này tựa như sét đánh, đủ để nghiền nát thiên tài cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Quyền phong cuồn cuộn bổ xuống, mái tóc dài của Lâm Nhất bị thổi bay, khuôn mặt hơi đau đớn. Hắn tựa như một gốc cổ thụ kiên cường, một khắc sau sứ bị quyền mang đánh tan. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như kiếm. Sức mạnh long tượng cổ xưa tràn ngập quanh cơ thể, khí lực dồi dào cùng với tử diên kiếm kình hòa chung với nhau, lại có thêm chút kiếm ý khống chế tung đòn đón đầu. Cùng với âm thanh rít gào của con mãnh thú cổ xưa, một quyền này giống như long tượng thượng cổ giáng thế, bạo ngược mà tàn nhẫn. Dầm, 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 dầm. Vào giây phút khi song quyền chạm nhau, trong đại sảnh không tính là rộng rãi này lập tức vang vọng hàng trăm tiếng nổ đinh tai. Trong những cơn chấn động dồn dập, trên vách tường đã nứt ra rất nhiều rãnh nhỏ trông vô cùng đáng sợ. Một giây sau, hai người đều bị bật ngược lại phía sau. Quách Húc hít sâu một hơi, lúc này vẻ mặt của hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất mang đầy vẻ ngạc nhiên. Một quyền này của đối phương đã dung hòa một cách hoàn hảo cả kiếm ý, khí lực và chân nguyên, hơn nữa bất luận là chân nguyên hay là khí lực, lại hoặc là kiếm ý đều không thể khinh nhờn. Chính vì hợp nhất ba thứ này nên đối phương mới có thể bù lấp được cách biệt về tu vi, nếu không, phải chịu một quyền vừa rồi thì đối phương ắt sẽ phải chết. Nhất là kiếm ý kia, đáng sợ đến mức khiến hắn ta cảm thấy chút kiêng dè. Tiểu tử này, không thể giữ lại. Chỉ mới chớp mắt, Quách Húc đã đưa ra quyết định, yêu nghiệt cỡ này một khi để hắn trưởng thành thì ngay sau ắt sẽ không thể coi thường. Nếu đã gặp được rồi, vẫn nên tiện tay bóp chết thì hơn. Chết! Trong tiếng quát giận dữ, khí chất trên người Quách Húc thình lình đột biến, chân nguyên khắp toàn thân sao động. Sát ý bao trùm khắp toàn thân không ngừng nổi lên cuồn cuộn, vốn dĩ đôi mắt đã tương đối đáng sợ, nhìn như thể con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, cả đại điện theo đó khẽ rung lên. Quỳnh! Gần như lời vừa dứt, quyền mang khổng lồ kia của hắn ta đã mang theo điện quang sáng lấp lánh đấm trực diện về phía Lâm Nhất. Đừng nhìn đường quyền này không hề màu mè nhưng sức mạnh của nó có thể khiến cho đệ tử cảnh giới Dương Huyền viên mãn trong một thoáng lơ là sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ. Quyền phong vun vút lao đến, gân xanh trên trán Lâm Nhất dần giật, tiếp đó áo sam xanh của hắn bị gió tạt bay về phía sau. Dưới áp lực kinh khủng này, khí thế cảnh giới âm huyền viên mãn của Lâm Nhất trông có vẻ vô cùng yếu đuối. Tựa như một mầm cây non bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhổ sạch tận gốc. Kiếm hạp trên lưng, Táng Hoa nằm bên trong vỏ cảm nhận được sát ý cỡ này thì reo vang không dứt. Lâm Nhất hiểu được tâm ý của nó, nhưng lại chưa định gọi ra Táng Hoa, bây giờ đang là lúc quan trọng để Táng Hoa thăng cấp lên bảo khí, một khi gọi ra thì sẽ lại phải nuôi dưỡng lại từ đầu, tương đối lãng phí. Nhưng đối mặt với một quyền đáng sợ thế này, không xuất kiếm thì gần như không thể ngăn chặn được. Hắn bị luồng gió mạnh táp đến khiến hai mắt khẽ nheo lại, sau đó bỗng nhiên mở bừng ra, phong mang trong đáy mắt đâm thẳng ra ngoài. Lâm Nhất vươn tay chiêu gọi, một mảnh áo rách bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Lúc vươn tay ra, mảnh áo rách kia lập tức cuộn lại, chân nguyên không ngừng rót vào khiến nó trở thành một đường thẳng tắp. Hắn cầm nó trong tay như thể cầm một thanh kiếm đâm qua. Leng keng. Rõ ràng là một miếng vải nhưng vào giây phút khi Lâm Nhất đâm qua lại có âm thanh kiếm ngâm nặng nề vang lên. Ánh sáng lấp lánh trên thân kiếm tỏa ra tứ phía, giữa không trung vẽ ra bóng kiếm quang hoa lệ, tựa như trăng trong gương bay thẳng lên trời. Lập tức,
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng chỉ còn lại ánh sáng của một kiếm này chém ra. Ong, 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 ong. Mũi kiếm đâm vào quyền mang, một tiếng nổ cực mạnh vang lên, tựa như tiếng nổ lốp bốp của tia điện, chỉ chớp mắt mà đã nổ đến hơn 100 tiếng. Nếu như quyền mang của đối phương nặng nề như núi, vậy thì kiếm của Lâm Nhất đâm ra giống như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm ngưng tụ mà thành. Mặc kệ núi của ngươi cao bao nhiêu, kiếm trong tay ta chỉ đâm một nhát là núi lở đá sập. Mặc kệ ngươi là nhân tài gì của bảng Long Vân, trong từ điển của Lâm Nhất chỉ có 2 chữ, không phục. Trong tiếng nổ như sấm rền, hai người đều bật lui lại phía sau vài bước, mà sau đó lại càng tăng nhanh tốc độ lao vào nhau chém giết. Chỉ chớp mắt, trong đại điện rộng lớn, hai bóng người mờ ảo đã đánh với nhau hơn 10 chiêu. Giao tranh kịch liệt, không ai nhường ai, giữa hai người thỉnh thoảng lại đánh ra những tia lửa. Quỳnh! Lại sau 10 chiêu nữa, giữa không trung vang lên tiếng nổ đinh tai, miếng vải trong tay Lâm Nhất đã không thể chịu nổi cường độ giao chiến thế này. Đùng một tiếng nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ. Kiếm ý sắc bén bao hàm trong đó làm sao động cả bầu không khí xung quanh. Trong dư âm tương đối hoành tráng này, bóng dáng hai người như hai tia chớp bay lùi lại. Ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt của mỗi người đều thoáng vẻ cẩn thận và ngạc nhiên. Trên người Quách Húc có rất nhiều vết thương do kiếm gây ra đang rỉ đầy máu tươi, vạt áo màu xám đẫm máu, trông hắn ta có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng nếu nhìn kỹ thì không có vết thương nào chí mạng cả. Với cảnh giới của hắn ta mà nói, chỉ có thể coi như chút vết thương ngoài da. Tí tách. Bàn tay phải trước đó nắm chặt miếng vải đang nhỏ máu tí tách, máu không ngừng thấm ra bên ngoài. Vải cuối cùng cũng chỉ là vải, không thể bì được với Táng Hoa kiếm, nhưng mà đối mặt với đối thủ cỡ này, trong tình huống Táng Hoa kiếm chưa thăng cấp, cho dù có tế ra thì cũng không khá hơn là bao. Ít nhất phải lôi hết nửa số át chủ bài ra mới có thể thực sự đàn áp được đối phương. Không chỉ là cách biệt về tu vi, người này quả thực có chút khó dây dưa, trong bảng Long Vân quả nhiên không có kẻ yếu. Trong lòng hắn ngạc nhiên và chấn động, nhưng trong lòng Quách Húc này thì lại cực kỳ rung động. Đối phương chỉ có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn, mà bản thân hắn ta đã là tu vi cảnh giới dương huyền viên mãn. Hơn nữa, tu vi cỡ này của hắn ta còn không phải là loại mà đám tán tu kia có thể sánh kịp, hắn ta chính là nhân tài thiên kiêu của bảng Long Vân. Cảnh giới âm huyền viên mãn bình thường, có 10 người cùng lên một lúc cũng chưa phải là đối thủ của hắn ta. Tiểu tử này không thể giữ lại được. Nhưng nếu như thực sự dốc hết toàn lực, Lâm Nhất chắc chắn cũng vẫn còn giấu chiêu, ví như hạp kiếm trên lưng đối phương vẫn chưa động đến. Mộ cổ tinh quân còn chưa được mở ra. Vì chút nước huyền âm này mà phải làm cho to chuyện thì không đáng. Xoạt, xoạt. Đúng vào lúc Quách Húc còn đang do dự, từ trong địa cung lại vang lên tiếng bước chân, vẻ mặt hai người đồng thời biến sắc, đều có thể nghe ra được thực lực của người đến không hề tầm thường. Nhất là Quách Húc, hắn ta có thể chắc chắn, người đến giống với hắn ta, chắc chắn cũng là nhân tài của bảng Long Vân. Xoạt, xoạt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Vẻ mặt của Quách Húc lúc thì giãn ra lúc thì đanh lại. Nếu tiếp tục đánh nhau với Lâm Nhất thì rõ ràng là sẽ tạo ra một cơ hội chiếm được lợi cho người đến sau này. Nhân tài của bảng Long Vân chẳng phải những kẻ lương thiện gì, nếu như ngươi không đủ mạnh. Hoặc là bị thương ảnh hưởng đến thực lực thì những người khác sẽ không khách sáo mà ra tay với ngươi. Bây giờ, cho dù muốn một lèo giết chết Lâm Nhất thì cũng có vẻ không được thực thi cho lắm. Đại khái Lâm Nhất cũng đã đoán được, người đến có thực lực không hề thấp hơn so với Quách Húc này, rất có khả năng cũng là nhân tài của bảng Long Vân. Nhân tài của bảng Long Vân luôn có cảm giác ưu việt hơn ở trước mặt người ngoại bảng. Nếu như bọn họ lựa chọn kết hợp với nhau để đối phó hắn thì sẽ có chút phiền phức. Đương nhiên đây là kết quả tệ nhất, nếu đã là nhân tài của bảng Long Vân thì chắc chắn đều kiêu ngạo. Có hạ thấp cái tôi của mình để liên thủ đối phó với một người ngoại bảng hay không thì cũng khó nói. Nhưng bất luận thế nào, đều phải có sự chuẩn bị trước cho tình huống tốt nhất và xấu nhất. Cho dù hai người này có liên thủ với nhau thì nước huyền âm này, Lâm Nhất cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Trong cục diện giằng co, đôi mắt Quách Húc đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lâm Nhất cười nói, ta biết ngươi là ai, công tử Táng Hoa, Lâm Nhất.
Lâm Nhất bình tĩnh yên lặng không đáp lời. Quách Húc tiếp tục nói, người có thể tu luyện tiên thiên kiếm ý đến cảnh giới đại thành, trong số những nhân tài trẻ tuổi khắp cả cổ vực Nam Hoa này cũng chẳng có được mấy người. Tuổi còn trẻ như vậy, lại chỉ có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn, trước đó ngoài công tử Táng Hoa đã đánh bại Tào Thần ra, ta thực sự rất khó có thể nghĩ đến người khác. Vinh hạnh. Lâm Nhất liếc nhìn đối phương, cực kỳ bình tĩnh nói. Quách Húc trầm giọng nói, nhưng mà ngươi nếu như cảm thấy chỉ cần dựa vào kiếm ý tiên thiên đại thành đã đủ để đánh thắng ta thì chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ. Cũng không sai. Lâm Nhất khẽ cười, không phủ nhận. Dựa vào kiếm ý tiên thiên đại thành đương nhiên không thể giao đấu với đối phương, nhưng mà hắn đã là cảnh giới tiên thiên kiếm ý đỉnh phong viên mãn. Còn át chủ bài trong tay hắn cũng không chỉ có mỗi kiếm ý. Trong lúc hai người nói qua nói lại thì đã không còn ý định tiếp tục giao đấu nữa. Cả hai đều có vẻ kiêng dè lẫn nhau, coi như đã công nhận thực lực của đối phương. Xoạt, xoạt tương đương. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân như có như không lại vang lên một lần nữa, khoảng cách càng lúc càng gần. Là hắn ta. Vẻ mặt Quách Húc thoáng đổi, từ tiếng bước chân này hắn ta đã có thể phán đoán được người đến là ai. Mà Tiên Xích Luyện, Dương Phàm. Dương Phàm. Mạc Linh Sư Tỷ từng nhắc đến cái tên này, đối phương chính là đại đệ tử của thế lực cấp chuẩn bá chủ Thanh Châu Xích Luyện Môn, sở trường dùng roi. Trong cổ vực Nam Hoa, đao kiếm là những binh khí thường dùng nhất, tiếp đến là những binh khí dài như thương, côn, kích, số người luyện roi thì tương đối ít. Người này được gọi là Ma Tiên Xích Luyện chắc chắn phải có chỗ hơn người của mình. Trong Long Môn tranh tài khóa trước, hắn ta đứng hạng 67, so với Quách Húc trước mặt này còn mạnh hơn một chút. Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, một bóng người gầy gò xuất hiện trong tầm mắt hai người, trong tay hắn ta cầm một chiếc roi mềm màu đỏ tươi, chói mắt tựa như một con rắn độc, nhìn không rõ là được làm từ chất liệu gì. Nhưng nếu như bị một roi này đánh trúng thì e là nhục thân có mạnh hơn nữa cũng đều phải rách thịt. Không hề nghi ngờ, người này đúng là Ma Tiên Xích Luyện Dương Phàm. Hắn ta liếc mắt nhìn hai người, lại nhìn lên nước huyền âm trên trụ đá, lạnh lùng nói, Quách Húc, người vậy mà càng ngày càng yếu đi rồi. Đến một tiểu tử cảnh giới âm huyền cũng không đối phó được, chẳng lẽ nước huyền âm này ngươi còn định chia cho hắn một phần nữa à? Quách Húc đảo đảo con ngươi, một hồi sau mới cân nhắc nói, hắn có lẽ có tư cách này. Dựa vào cái gì? Kiếm ý tiên thiên đại thành. Người nếu không ngại thì trước khi đi vào trong cổ mộ tinh quân thử giao đấu với người này xem sao, Quách Húc ngẩng đầu cười nói. Thú vị, vậy thì mỗi người một phần đi. Dương Phàm này cực kỳ quyết đoán, sau khi xác định Lâm Nhất nắm được kiếm ý tiên thiên đại thành thì lập tức đưa ra quyết định. Chỉ là đến cuối cùng vẫn không nhìn được mà quay đầu qua đánh giá Lâm Nhất mấy lượt, tuổi tác này mà có thể nắm được tiên thiên kiếm ý thì đã tương đối hiếm gặp. Tiểu tử trước mặt này lại có thể nắm được kiếm ý tiên thiên đại thành, có chút đáng sợ. Lâm Nhất không hề ngạc nhiên với việc này, hắn trái lại cũng không cần độc chiếm hết, nước huyền âm chỉ cần đủ dùng là được. Lập tức ba người mỗi người rút ra một bình sứ, đổ nước huyền âm từ trong bát ngọc vào. Quách Húc và Dương Phàm đều có chút đố kỵ nhìn Lâm Nhất, tu vi của hai người đều đã đạt đến cảnh giới dương huyền viên mãn. Nước huyền âm này mặc dù quý hiếm nhưng hai người đều đã không thể tự luyện hóa được nữa, chỉ đành lấy nó để đi đổi tài nguyên khác. Duy chỉ có Lâm Nhất, vừa vặn phù hợp. Vô hình chung hắn đã được hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ có đệ tử tinh anh nhất của thế lực cấp bá chủ mới có được, đủ để bỏ xa rất nhiều người ở phía sau. Nhất là Quách Húc đã từng giao đấu với Lâm Nhất, hắn ta biết sau khi Lâm Nhất luyện hóa được nước huyền âm này, thực lực ắt sẽ tăng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, quá là gai góc nếu không thì hắn ta nên tiện tay giết chết hắn. Lấy xong nước huyền âm, Lâm Nhất bèn xoay người rời đi, hắn dù gì vẫn có chút kiêng dè với hai người này, không muốn ở lại đây lâu. Đợi chút. Đúng vào lúc hắn định rời đi, Dương Phàm thình lình cất lời, gọi Lâm Nhất lại. Trong một thoáng, bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên, không chỉ là Lâm Nhất, Quách Húc cũng thoáng đổi sắc mặt. Dương Phàm này muốn ra tay với Lâm Nhất sao? Thế thì tốt quá. Việc gì? Lâm Nhất không hề quay người lại. Dương Phàm trầm giọng đáp,
ngươi nếu như đã nắm được tiên thiên kiếm ý đại thành thì đúng là có tư cách ở lại, loại địa cung này đều có phòng truyền công. Nếu không có gì bất ngờ rất có thể sẽ thu hoạch được một ít võ học thượng cổ, ngươi có hứng thú không? Quách Húc nghi ngờ nói, võ học thượng cổ, địa cung này không phải đã bị tìm hết rồi sao, phía trước đã là đường cụt rồi. Đường cụt, ha ha. Dương Phàm lạnh lùng cười, cổ tay vung mạnh lên, roi xích luyện bỗng hóa thành một tia sét màu lửa đỏ quất thẳng lên bức tường dày nặng phía trước mặt. Oanh một tiếng, bức tường dày nặng kia bị một roi đánh vỡ đôi. Không chỉ như vậy, linh trận bao hàm bên trong bức tường cũng bị hủy luôn dưới sức mạnh uy lực cực lớn này. Mặc dù linh trận đã bị thời gian làm cho yếu đi, nhưng thủ đoạn loại này vẫn khiến Lâm Nhất có chút bàng hoàng kinh ngạc. Nếu như chỉ so sánh uy lực của chân nguyên thì Lâm Nhất tự thấy mình không bằng. Cho dù có kiếm ý hỗ trợ thì cũng chưa chắc có thể đánh thắng được, cách biệt vẫn khá rõ rệt. Đi theo ta. Không nói nhiều lời, Dương Phàm đi thẳng về phía trước, hờ hững nói, những địa cung có nhiều năm tuổi đời như vậy chắc chắn sẽ có ma cương, chút nữa hai người các ngươi đều cẩn thận một chút. Lâm Nhất còn đỡ, kiếm ý có tác dụng khắc chế rất mạnh với loại ma cương này. Quách Húc ngươi thì phải tự cầu phúc đi. Hừ, đừng coi thường người khác. Quách Húc lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng gương mặt rõ ràng đã có vẻ cẩn thận hơn nhiều. Hiển nhiên, hắn ta cũng biết sự đáng sợ khi gặp phải ma cương, đệ tử của đại tông môn như này có kiến thức vô cùng bất phàm. Lâm Nhất từng giao đấu với ma cương trong Thanh Dương giới và mật cảnh Ma Liên, hắn cũng biết được sự đáng sợ của ma cương. Nhưng mà nếu Dương Phàm đã nói là có phòng truyền công thì hẳn là không giả, nếu có thể lấy được võ học thượng cổ thì hoàn toàn đáng giá để mạo hiểm. Trong thông đạo u ám, tử khí nặng nề, lạnh lẽo vô cùng. Ánh nến lập lòe trên vách tường càng trở nên quái dị, vẻ mặt mấy người đều vô cùng căng thẳng. Tìm kiếm ở vùng đất chưa biết này, cho dù trong mấy người có Dương Phàm trông có vẻ là bình tĩnh nhất thì cũng biết đây là đang đánh cược mạng sống của chính mình. Ngã ba. Không bao lâu sau, trước mặt mấy người xuất hiện một ngã ba với ba con đường khác nhau, Quách Húc bắt đầu do dự. Dương Phàm nói bằng giọng nhàn nhạt, chia nhau ra tìm. Lời vừa dứt, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng về phía trước, Quách Húc đè thấp giọng chửi bậy một câu, sau chỉ đành bất đắc dĩ chọn con đường ở phía bên trái. Lâm Nhất chẳng còn sự lựa chọn nào, chỉ đành đi về phía bên phải. Ở cuối con đường là một thạch thất, cánh cửa đá khép hờ. Lâm Nhất đi thẳng đến đẩy mở ra, bên trong thạch thất trống rỗng, ngoại trừ một cỗ quan tài bằng đá ra thì chẳng có gì cả. Mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc, hắn đè nhẹ bước chân, từng bước lui về phía sau, lần theo con đường lúc nãy quay trở về chỗ ngã ba. Xảy ra chuyện gì? Có giọng nói của Dương Phàm truyền đến, hắn ta dường như cũng không có thu hoạch gì. Một cỗ quan tài bằng đá. Lâm Nhất nói thật. Dương Phàm nhún vai cười nói, xem ra vận may đều không tốt, đi, Quách Húc này nếu như có thu hoạch gì thì chúng ta lại trở về tay không rồi. Quỳnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng giống phẫn nộ cực kỳ đáng sợ truyền đến, mà sau đó là âm thanh đánh nhau vô cùng kịch liệt, dư âm sao động, mặt đất dưới chân hai người đều đang rung lên bần bật. Vận may của tên này không tệ. Đi xem hắn ta chết chưa? Đôi mắt Dương Phàm sáng lên, vội vàng xông qua, Lâm Nhất cũng theo sát phía sau. Đợi khi đến chỗ thạch thất mà Quách Húc ở đó, hai người giật mình kinh hãi, thạch thất này tương đối rộng lớn. Bên trên bục đá ở giữa phòng đặt bốn miếng bồ đoàn, có ba ông lão khô quắt rũ đầu khoanh chân ngồi trên đó. Bên trong thạch thất, Quách Húc đang giao đấu với một ông lão. Động tác của ông lão này cứng ngắc nhưng tốc độ lại nhanh đến không ngờ. Trên dưới khắp người phát tán ra luồng ma khí màu tím nhàn nhạt, đôi mắt bắn ra quang mang màu lục, đây chính là ma cương. Lúc hai người bước vào, Quách Húc đã bị ép đến khá là chật vật, lôi kình trong quyền mang của hắn không thể đánh được vào người ông lão, hắn ta không thể thực sự làm bị thương ma cương, chỉ đành miễn cưỡng vừa đánh vừa lui. Nhưng ma cương lại đặc biệt hung hãn. Tốc độ bộc phát tương đối nhanh. Chỉ cần nhẹ nhàng tấn công đã có thể đánh bị thương đối phương. Mau giúp một tay. Quách Húc nhìn thấy hai người đi đến lập tức gào lên. Quỳnh. Nhưng lời của Quách Húc này còn chưa nói hết,
ba ông lão khoanh chân ngồi kia đồng thời ngẩng phát đầu dậy, từ đôi mắt của bọn họ bắn ra sáu luồng sáng màu xanh lục. Trong ánh sáng xanh lục kia chứa đầy vẻ khát máu và ác ý, vô cùng hung tàn, bao hàm tất cả các loại cảm xúc tiêu cực. Trong thạch thật mờ tối, bỗng bị luồng sáng xanh lục lờ mờ này bao trùm, quang mang kia chạm đến người Lâm Nhất, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức tà ác xâm nhập thẳng vào trong đầu óc hắn. Khắp người từ trên xuống dưới mềm nhũn, tay chân có chút mất khống chế, khá là khó chịu. Trong một thoáng, Lâm Nhất coi như đã hiểu, Quách Húc này khi đối mặt với một con ma cương vì sao lại chật vật như vậy. Bây giờ ma cương này đã khác hoàn toàn so với ma cương mà trước kia hắn từng gặp. Ma cương mà trước kia hắn từng gặp, trong mắt chỉ có một màu đen hư vô nhưng không có luồng sáng xanh lục bắn ra như vậy. Vận may không tệ, một lúc liền đụng trúng bốn con ma cương lục nhãn. Dương Phàm tỉnh táo lại đầu tiên, lạnh lùng cười, roi xích luyện trong tay hung hăng quất qua. Từ sâu trong đáy mắt Lâm Nhất có luồng thiên thiên kiếm ý ảo ạt tràn ra, tạo ra từng vòng gợn sóng nhàn nhạt, khí tức tà ác xâm nhập vào trong đầu kia lập tức bị quét sạch. View. Dường như nguyên nhân bản năng, Lâm Nhất thoáng lách người, một bóng đen như tia điện xẹt qua. Rắc. Một giây sau, ma cương nhảy về phía hắn dùng năm ngón tay như gọng thép cắm phập vào mặt tường. Tốc độ nhanh quá. Lâm Nhất thầm giật mình kinh hãi, nếu như chậm nửa bước thôi thì e là hắn đã bị xé thành hai mảnh ngay tại đây rồi. Tạm thời thử xem ma cương lục nhãn này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lâm Nhất vươn tay kéo một cái, áo sam xanh trên người bị xé một miếng lớn, chân nguyên rót vào bên trong nó lập tức thẳng tắp như kiếm. Cổ tay khẽ rung, bảy luồng kiếm mang màu bạc vô cùng sắc bén như tia điện đâm qua. Keng! Bảy luồng kiếm mang được kiếm ý khống chế, lập tức đâm xuyên qua người ma cương ghim chặt nó trên mặt tường. Rầm! Sáu luồng kiếm mang màu bạc hóa thành thực thể ghim chặt ma cương lục nhãn lên vách tường của thạch thất. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của kiếm mang, thạch thất này không ngưng rung lên. Dương Phàm và Quách Húc ở một bên đều thoáng ngạc nhiên, đây chính là uy lực của tiên thiên kiếm ý đại thành sao. Mặc dù hai người đều biết phong mang của kiếm ý tương đối đáng sợ, bén nhọn cực kỳ. Nhưng cũng không ngờ được lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Thành công rồi. Đáy mắt Lâm Nhất thoáng vẻ ngạc nhiên, không dám lơ là. Cứ luôn cảm thấy ma cương lục nhãn trước mắt này không thể yếu như vậy. Rắc. Quả nhiên khắp người ma cương lục nhãn bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh mướt, nó lập tức vùng thoát ra khỏi sự khống chế của kiếm mang. Ma cương lục nhãn kia ở giữa không trung lắc lư cái đầu mục giữa, nó há miệng nhả ra luồng sáng màu xanh lục. Trên mặt đất lập tức bị nước độc này ăn mòn, cháy xèo xèo sau đó bốc lên từng đám bụi màu đen nhàn nhạt. Cẩn thận! Đây là thi độc, sau khi bị nhiễm độc sẽ rất phiền phức. Roi xích luyện trong tay Dương Phàm hung hăng quất qua, giữa không trung vang lên tiếng nổ lách tách, hai con ma cương lục nhãn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng khi sợi roi quất lên người ma cương lại kéo ra những tia lửa li ti, cơ thể của nó thế mà đã bị biến dị như tường đồng vách sắt. Không xong được hả? Quách Húc đã bị chọc cho phát cáu, quát lớn một tiếng. Khắp người hắn ta bùng lên lôi quang sáng chói. Cơ thể như cơn gió, liên tiếp tung quyền về phía ma cương. Keng, keng, keng. Cùng với một tiếng va chạm trầm đục vang lên, ma cương lục nhãn này bị quyền mang dày đặc như mưa nện cho liên tiếp lui lại phía sau. Chỉ chớp mắt, hắn ta đã tung ra không biết bao nhiêu quyền, hai bàn tay hóa thành vô số tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không thể nhìn rõ. Lại một tiếng nổ rung trời vang lên, ma cương lục nhãn kia bị hắn ta đánh cho cả người khảm chặt lên bức tường. Chết! Đáy mắt Quách Húc bắn ra hàn mang, lôi quang trên người chớp nháy liên tục. Trong lúc lôi mang chớp nháy, khí thế trên người hắn ta ầm ầm tăng vọt lên, đến khi khí thế kia đạt đến mức giới hạn, bàn tay phải siết chặt thành quyền, hắn ta dồn hết sức mạnh đỉnh phong này nện lên đầu của ma cương. Rầm! Đầu của ma cương lục nhãn kéo theo nửa thân trên của nó lún chặt vào trong mặt tường, như thể một cây lao bị ghim lên tấm bia bắn. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, nhìn con ma cương đang bám giết lấy mình, mắt thấy vết thương bị đâm xuyên qua người lúc nãy đang từ từ đẩy thịt lên trông khá là kinh tởm rồi dần dần liền lại. Không lâu sau,
vết thương do 6 luồng kiếm mang đâm xuyên qua người đã hồi phục hoàn toàn. Ma cương lục nhãn này lại giống như tường đồng vách sắt, trường kiếm được ngưng tụ từ vải áo trong tay chém lên người nó phát ra những tiếng bồm bộp. Phiền phức. Dương Phàm rót chân nguyên vào, roi xích luyện trong tay tựa như rồng như rắn bay múa, khí thế khoáng đạt, khiến cho hai con ma cương đều không thể áp sát đến người hắn ta, chỉ cần khẽ chạm vào cây roi đã lập tức bị đánh bay ra. Lạnh lùng hừ một tiếng, roi xích luyện kia đã quấn vào cổ của một ma cương lục nhãn, sau đó bị hất mạnh ra ngoài đập lên người một con ma cương khác đang lao đến. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, hai con ma cương đập mạnh vào nhau, hự lên một tiếng trầm đục rồi văng mạnh ra xa. Nhưng chúng chỉ giãy giụa trên đất chốc lát, ngay sau đó hai con ma cương lại đứng dậy một lần nữa. Quách Húc bên cạnh vừa mới nghỉ ngơi được một thoáng, hai mắt hắn ta lại trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn con ma cương lục nhãn lúc nãy bị cắm vào trong tường đang từ từ, chậm chậm bò ra. Kiếm vải trong tay Lâm Nhất phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt, làm sáng bừng cả căn thạch thất, sau đó lại giống như móng vuốt khổng lồ của mãnh thú hung hãn đập lên người ma cương. Bốp! Trong miệng ma cương ói ra rất nhiều nội tạng đã bị đánh đến nát nhừ, cơ thể nặng nề bị đập bay lên không trung sau đó va mạnh vào bức tường ở phía xa. Quỳnh! Cả bức tường bên đó bị đổ sập xuống sau cú va chạm, vô số đá vụn đổ xuống chôn cơ thể của ma thi ở bên dưới. Cứ thế này không ổn, khả năng phòng ngự và hồi phục của chúng quá đáng sợ, hoặc là bây giờ rời đi, nếu không chúng ta đều sẽ phải hao sạch sức lực mà chết ở đây. Dương Phàm, người nghĩ cách đi. Quách Húc vừa ứng phó với ma cương đã hồi phục lại hoàn toàn mà cảm thấy to cả đầu. Lôi kình bao hàm trong quyền mang của hắn ta tương đối dồi dào, loại uy lực đó cực kỳ khủng bố nhưng lại không thể xuyên qua được người ma cương thì cũng chỉ tốn công vô ích. Lâm Nhất nhìn ma cương lục nhãn lại bò dậy từ trên đống đá vụn, đầu mày nhíu lại. Hắn do dự có nên sử dụng đến tiên thiên kiếm ý viên mãn, với kiếm ý tiên thiên viên mãn thì sẽ đủ để lập tức nghiền nát ma cương lục nhãn này. Loại ma cương cỡ này không chỉ có sức phòng ngự đáng gờm mà khả năng hồi phục cũng vô cùng đáng sợ, sơ hở cũng cực ít. Không thể một đòn chí mạng thì cho dù ngươi có bản lĩnh bằng trời thì cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Nhất đã đưa ra quyết định. Hai người này thân là nhân tài trong bảng Long Vân, nhất là ma tiên xích luyện Dương Phàm, chắc chắn đều sẽ có con át chủ bài cực kỳ cao minh. Hắn chỉ là một người ngoại bảng. Không cần thiết phải để lộ ra con át chủ bài của mình, hai người bọn họ ắt sẽ nghĩ ra được cách giải quyết. Nếu thực sự không làm gì được thì dứt khoát bỏ đi là xong. Quan trọng nhất là, Lâm Nhất hơi kiêng dè, sau khi hắn tế ra kiếm ý tiên thiên viên mãn thì hai người này nói không chừng sẽ liên thủ với nhau để đối phó hắn. Loại ma cương này buộc phải một đòn chí mạng, ta khống chế 4 con ma cương. Lâm Nhất! Ngươi lấy tiên thiên kiếm ý đồng thời đâm xuyên qua mấy con ma cương này, sau đó sẽ do ngươi Quách Húc tiến hành một chiêu tấn công cuối cùng, có làm được không? Đáy mắt Dương Phàm thoáng vẻ mất kiên nhẫn, rõ ràng hắn cũng đã bị mấy con ma cương này làm cho to cả đầu ra rồi. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, ta không có vấn đề gì. Ta cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Dương Phàm, ngươi thực sự có thể khống chế được 4 con ma cương này chứ? Đáy mắt Quách Húc lóe lên vẻ khác lạ, trầm giọng nói. Kế hoạch đúng là không tệ, nhưng phải đồng thời khống chế 4 con ma cương thì độ khó không phải ở mức bình thường. Nhìn cho kỹ đây. Dương Phàm trợn mắt lườm Quách Húc một cái, lạnh giọng quát, ma tiên, kim xà cuồng vũ. Trên người hắn ta thình lình bùng lên luồng khí tức khủng bố, mái tóc dài tung bay, uy áp của cảnh giới Dương Huyền viên mãn bỗng tăng vọt lên. Khí thế khủng khiếp kia đã đạt đến mức độ của cảnh giới âm dương bao trùm khắp cả căn thạch thất. Bốp bốp bốp. Không đợi Lâm Nhất và Quách Húc kịp phát giác, roi xích luyện trong tay hắn ta đã múa điên cuồng. Ở giữa không trung vang lên từng tràng tiếng sấm rung trời, vô số bóng roi mờ màu vàng kim bay múa xung quanh cơ thể hắn ta, trông như những con rắn độc bằng hỏa diễm màu vàng kim. Thế tấn công không màng đối thủ là ai này khiến Lâm Nhất và Quách Húc giật mình. Mỗi người tự thi triển thân pháp của mình để tránh đi. Dương Phàm, ngươi làm cái trò gì đó? Quách Húc bực bội chửi lên, nhưng lời của hắn ta vừa mới thốt ra đã có một bóng roi vút qua bên cạnh người.
những tiếng nổ lách tách vang vọng bên tai dọa cho hắn ta vội vàng nuốt những lời muốn nói xuống. Tránh thoát được khỏi ma tiên xích luyện của Dương Phàm, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, từ khóe mắt hắn liếc về phía bên trong thạch thất. Hắn cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, bóng roi trông có vẻ như lộn xộn này thực ra đang không ngừng ép bốn con ma cương lục nhãn về phía trung tâm của thạch thất. Chỉ mới chớp mắt mà bốn con ma cương đã bị nhốt hết lại bên trong một không gian tương đối chật hẹp. Ánh roi lộn xộn, xuyên qua xuyên lại, bay lên đập xuống nhưng lại hình thành nên một cái lồng vô hình. Chỉ cần bước qua một bước là đám ma cương này sẽ bị đánh văng mạnh trở về, cây roi xé rách cả da thịt trên người bọn chúng. Nhưng vẫn chưa hết, Dương Phàm thình lình hét lên một tiếng. Tù Long! Vô số bóng roi chồng chất lên nhau bừng lên ánh sáng vàng kim chói mắt, giống như một sợi dây khóa tiên buộc chặt bốn con ma cương này lại chung với nhau. Growl, growl. Trong tiếng rít gào của ma cương, chúng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, trên mặt Dương Phàm lộ ra biểu cảm hơi chật vật. Không đợi đối phương gọi, cả người Lâm Nhất đang ở trong không trung bỗng tách ra thành 9 cái bóng, kiếm thế mênh mông như biển mây ùn ùn tràn ra. Kính hoa thủy nguyệt. 9 cái bóng mở tức khắc lại chồng chất lên nhau, vào giây phút khi 9 cái bóng chồng vào làm một, có luồng ánh trăng biến hóa trên người Lâm Nhất. Trăng sao tròn khuyết, mây gió biến ảo. Đợi đến khi kiếm của Lâm Nhất đâm ra, trời quang mây tạnh, cầu vồng sặc sỡ. Kiếm mang như một đóa hoa bung nở, trời xanh nước biếc, cánh hoa rơi rụng và vầng trăng mới mọc, làn nước mùa thu hòa cùng sắc màu của bầu trời. Mảnh vải màu xanh trong tay ngưng tụ thành kiếm, hung hăng đâm mạnh qua. Rắc! Bốn con ma cương bị trói chặt với nhau đồng thời có một vết thương lớn to như cái bát đâm xuyên ở trước ngực, cùng lúc đó, bốn con ma cương gào thét đau đớn, càng giãy giụa mạnh hơn, roi xích luyện trói buộc bốn con ma cương kia rõ ràng đã bắt đầu lỏng ra. Bôn lôi, toái tinh. Nhưng đúng vào lúc bốn con ma cương sắp sửa vùng thoát ra, một tia sét như kinh hồng nổ ra, quyền mang của Quét Húc xuyên qua cái lỗ mà Lâm Nhất đã tạo ra lúc nãy. Rót luồng chân nguyên sấm sét như một cơn hồng thủy tràn qua. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Trong tiếng nổ rung trời, bốn con ma cương lập tức bị nổ tan tành, giữa không trung ngoại trừ bốn cái đầu đơn độc là còn nguyên vẹn ra thì tất cả đã bị lôi mang nổ cho thành từng miếng thịt vụn. Thành công rồi. Quét Húc siết chặt năm ngón tay, quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, khẽ thở dốc. Dương Phàm thở phào một cái. Đồng thời khống chế bốn con ma cương không phải là việc dễ dàng. Cuối cùng nếu như không phải Quét Húc đủ nhanh thì hắn ta đã sắp không thể khống chế được nữa rồi, còn may ba người phối hợp với nhau vẫn khá là ăn ý. Nếu không, bất kể là ai trong ba người chậm nửa bước thôi thì tất cả những cố gắng lúc trước đều đổ sông đổ bể cả. Xe xe. Đúng vào lúc này bỗng bất ngờ xảy ra, bốn cái đầu ở giữa không trung thình lình tràn ra ánh sáng đen. Phần thịt ở bên dưới cổ đang bắt đầu nhộn nhạo mọc ra. Thân thể còn sót lại bằng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy mà nhanh chóng khôi phục. Đáng chết! Quét Húc và Dương Phàm mặt đều biến sắc, rõ ràng không thể ngờ được khả năng hồi phục của con ma cương này lại nghịch thiên như vậy. Đa chỉ còn mỗi cái đầu thôi mà vẫn có thể hồi phục được. Soạt! Nhưng đúng vào lúc này, một luồng kiếm quang xé rách bầu không chém đến. Giống như một tia sét lóe lên rồi biến mất. Nếu như không thực sự để ý đến thì chắc chắn sẽ nghĩ đó là ảo giác, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức Quét Húc và Dương Phàm đều có chút ngạc nhiên và kinh hãi. Bôn lôi chảm điện. Đợi đến khi tia chớp kia biến mất, kiếm vải được ngưng tụ từ miếng vải màu xanh trong tay Lâm Nhất giống như một cây kẹo hồ lô, đâm xuyên qua bốn cái đầu lâu. Nát. Đáy mắt thiếu niên lóe lên phong mang. Thần sắc lạnh lùng anh Tuấn, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn. Bốn cái đầu lâu cùng với cả thanh kiếm trong tay Lâm Nhất đồng thời nát vụn, trên người thiếu niên như có cuồng phong nổi lên đánh nát bốn cái đầu lâu kia thành cho bụi sau đó bị cơn gió thổi tan đi. Cái này! Dương Phàm và Quách Húc hoàn hồn lại, trong đáy mắt đồng thời lóe lên vẻ khác lạ, không thể tin nhìn vào Lâm Nhất. Mãi nửa ngày sau, hai người mới thu lại ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Chỉ là ánh mắt hai người liếc nhìn nhau đều nhận ra được vẻ kinh hoàng thấp thoáng trong đáy mắt mỗi người. Một hồi sau, mấy con ma cương đã nát vụn này rốt cuộc cũng đã chết hẳn.
Dương Phàm thu lại ma tiên xích luyện, đi đến chỗ bục cao ở căn thạch thất phía trước, hắn ta vỗ nhẹ một cái đập tan cấm chế. Ở giữa bục cao từ từ dâng lên một chiếc hộp bằng đá cổ xưa, hắn ta cẩn thận từng chút một mở nó ra, bên trong đặt ba tấm ngọc giản võ học thượng cổ. Dương Phàm trước đó nói không sai, ở đây quả thực là phòng truyền công, trước đó bọn họ giết chết 4 con ma cương. Có thể là từ thời thượng cổ, đó chính là 4 vị trưởng lão truyền công bảo vệ cho võ học cần được truyền thừa lại cho đời sau này. Ba tấm ngọc giản, một loại là thân pháp, một loại là quyền pháp, còn có một bộ công pháp. Ta muốn cái này. Lâm Nhất vươn tay chỉ vào tấm ngọc giản thân pháp sau đó cầm nó lên tay. Thế thì ta chọn quyền pháp. Quách Húc cầm lấy một tấm ngọc giản khác, Dương Phàm chẳng còn sự lựa chọn, nhưng vô hình chung lại lấy được ngọc giản có giá trị lớn nhất. Công pháp thượng cổ cho dù không thể sánh được với Tử Diên kiếm quyết của Lâm Nhất nhưng nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các loại công pháp địa cấp bây giờ. Còn về Lâm Nhất và Quách Húc, hai người lựa chọn võ học phù hợp với mình thì cũng không tính là thiệt thòi. Lại nói, 4 con ma cương này là do Dương Phàm khống chế, hắn cũng là người dẫn đường, để hắn chọn ngọc giản công pháp thì cũng là điều hợp lý. Cáo từ. Lâm Nhất cất ngọc giản xong cũng không xem kỹ mà xoay người rời đi. Hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào mà Lâm Nhất đã đi đến trước cửa lớn của thạch thất, Dương Phàm như người vừa tỉnh mộng, vội vàng cất tiếng gọi, Lâm Nhất, đợi một chút. Quách Húc lúc này cũng phản ứng lại, vùng tay lên, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của Lâm Nhất. Trong một thoáng mà bầu không khí của căn thạch thất này bằng trở nên khá là quái dị. Một giây trước ba người còn phối hợp với nhau giết địch, mà bây giờ hai người trong số đó lại dùng ánh mắt cực kỳ băng lạnh nhìn về phía Lâm Nhất. Sâu trong ánh mắt đó đều ẩn chứa sát ý như có như không. Bước chân Lâm Nhất khẽ khựng lại, hắn có thể bước về phía trước, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể ra khỏi căn thạch thất. Cũng có thể lựa chọn dừng lại, quay lưng về phía hai người kia, như vậy hắn vẫn có thể chui ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng hắn đều không lựa chọn. Dương Phàm, Quách Húc. Tầm nhìn của hai người này cùng dán chặt vào bóng lưng của Lâm Nhất. Chân nguyên dồi dào trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, sâu trong đáy mắt nhìn như không có biểu hiện gì đều chứa đầy sát ý mờ nhạt. Sát ý mờ nhạt đó được che giấu khá khéo léo, lượn lờ xung quanh người Lâm Nhất, có vẻ do dự không quyết. Nhưng một khi hạ quyết tâm thì sẽ là thủ đoạn sấm rền gió giật, một đòn tất sát. Hai người đều đang chờ đợi, đợi Lâm Nhất trả lời Dương Phàm như thế nào. Dù sao chỉ là một câu nói nghe rất bình thường, nếu không chú ý thì hoàn toàn không nhận ra sự hung hiểm chứa trong đó. Chỉ cần Lâm Nhất hơi buông lỏng cảnh giác, hai người họ sẽ lập tức ra đòn sát thủ. Không nên nghi ngờ sự quả quyết của nhân tài trên bảng Long Vân, yêu nghiệt bậc này một khi phát hiện ra tính nguy hiểm của ngươi, chắc chắn sẽ không nương tay. Gọi ta có chuyện gì? Vượt ngoài dữ liệu của hai người, gần như đúng lúc Dương Phàm vừa dứt lời. Lâm Nhất đã xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Phàm, lạnh giọng hỏi. Hắn không chọn chạy đi với tốc độ tia chớp, cũng không chọn tiếp tục đứng quay lưng lại hai người họ, mà xoay người lại, vô cùng đường hoàng, không kiêu căng không tự ti nhìn về phía Dương Phàm. Ý cười trên mặt Dương Phàm cứng đờ, ngược lại hơi nghi hoặc, tên nhóc này thật sự không phát hiện ra sát ý của mình. Quách Húc ở bên cạnh trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Khẽ giọng cười nói, không có chuyện gì quan trọng, Dương Huynh có chút tò mò về ngọc giản của ngươi, ngươi qua đây chúng ta cùng nghiên cứu một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn ta ra vẻ thờ ơ tiến tới. Dương Phàm phản ứng lại, bảo vệ cho Quách Húc, cười nói, chúng ta trao đổi học hỏi với nhau đi, công pháp thượng cổ trong tay ta chắc ngươi cũng sẽ có chút hứng thú. Lâm Nhất không đổi sắc mặt, nhướng mày, nhìn Dương Phàm lạnh nhạt nói, hứng thú đương nhiên là có. Nhưng Dương Huynh muốn xem ngọc giản trong tay ta thì làm phiền Huynh tự mình qua đây một chuyến. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn như có như không dừng trên người Quách Húc đã tiến tới hai bước. Chỉ một cái liếc mắt ấy, trong đầu Quách Húc ầm vang một tiếng, toàn thân tê dại. Trong nháy mắt, dường như có vô số thanh kiếm sắc bén treo lở lửng trước mặt hắn ta, chỉ cần hắn ta bước thêm nửa bước sẽ có kiếm ý đầy trời như nước lũ vỡ đê tràn về phía hắn ngay lập tức. Chết tiệt. Dưới áp lực đó, Quách Húc thầm mắng một câu,
miễn cưỡng dừng bước chân sắp bước ra, không dám tiến tới nữa. Còn Dương Phàm, thấy Lâm Nhất có thế nên không sợ hãi bảo hắn ta đi qua, khiến hắn ta càng cảm thấy ngạc nhiên. Dương huynh, vừa rồi chân cẳng của huynh mới bị thương phải không? Vậy để ta qua đó. Lâm Nhất thầm cười nhạt một tiếng, nhấc chân tiến tới. Đứng lại cho ta. Nào ngờ bước chân đó còn chưa bước ra, sắc mặt Dương Phàm đã thay đổi, roi xích luyện trong tay giống như con rắn độc rủ xuống, hét lên bằng giọng sắc bén. Phản ứng lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Dương Phàm cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá khích, chậm rãi cười nói, ta nghĩ kỹ rồi, hay là thôi vậy, ngươi có thể đi được rồi. Lâm Nhất liếc nhìn kẻ đó, xoay người rời đi, không hề do dự. Đợi bóng dáng Lâm Nhất hoàn toàn biến mất trong thạch thất, bầu không khí quái dị khiến người ta khó chịu đó mới tan đi. Bất kể là Dương Phàm hay là Quách Húc đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Ban nãy, hai bên có vẻ như không có sóng gió gì, nhưng một thoáng ngắn ngủi đấu tranh trong vô hình lại là sóng đánh ầm ầm, chấn động lòng người. Quách Húc khiếp sợ nói, tên đó đúng là đáng sợ, còn định liều mạng chiến đấu. Hắn dám chắc mình có thể dùng một mạng đổi một mạng của hai chúng ta sao? Hành động lúc nãy Lâm Nhất muốn đi tới không chỉ khiến Dương Phàm sợ hãi, mà Quách Húc cũng bị dọa sợ. Rất rõ ràng, Lâm Nhất đã cảm nhận được sát ý mờ nhạt của hai người, nhưng lại không hề hoảng loạn. Loại bình tĩnh từ trong xương cốt ấy khiến hai người không rét mà run. Dương Phàm sửng sốt không nói nên lời, một lúc sau mới khẽ giọng nói, đừng nói là một mạng đổi một mạng. Cho dù chỉ là bị thương nặng tàn phế, ta và ngươi đều không chịu nổi. Hai chúng ta đều vì truyền thừa của cổ mộ tinh quân, vì thiên tinh châu mà đến đây, ai muốn lãng phí cơ hội này trên người một người ngoài chứ? Hắn ta thở dài, có chút cảm khái, từ lâu đã nghe nói kiếm khách nắm giữ kiếm ý tiên thiên dù tu vi thế nào cũng không thể xem thường. Quách Húc lên tiếng phụ họa, chỉ dựa vào sự sắc bén và khí phách thế này. Tên nhóc đó có thể nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành cũng không khiến ta lấy làm lạ. Theo lý mà nói, đối diện với sự dò la của hai người, đáng ra Lâm Nhất phải có áp lực lớn hơn mới đúng. Nhưng rõ ràng trong chớp mắt giao tranh, người thắng là Lâm Nhất. Hai người họ đều có phần kiêng dè, sơ hở trên khí thế bị Lâm Nhất nhạy bén nắm bắt được, đương nhiên hắn càng không lo ngại gì. Dương Phàm lắc đầu, hơi nặng nề nói, mấy năm nay, yêu nghiệt thiếu niên xuất hiện càng lúc càng nhiều. Quần Long Thịnh Yến năm nay, ta và ngươi có thể có tên trên bảng hay không khó nói trước được. Cho nên, không phải chúng ta đã đến biển trăng khô hay sao? Nếu đoán không lầm, ngươi cũng có thể nâng cấp lên cảnh giới âm dương từ lâu rồi phải không? Trong mắt Quách Húc lóe lên tia sáng kỳ dị, khẽ giọng nói. Khó, có Cơ Vô Dạ và Diêm Không ở đây, muốn lấy được Thiên Tinh Châu chỉ là hy vọng mỏng manh. Lối đi ở địa cung thông suốt bốn phương, sau khi Lâm Nhất rời đi thì bèn tìm kiếm đường ra khỏi nơi này. Dọc đường đi lại nhìn thấy không ít thi thể của đệ tử tông môn, máu me đầm đìa, nhìn mà kinh hãi. Mỗi lần có dị bảo xuất hiện, người chết trong tay yêu thú và hung vật mãi mãi chỉ là thiểu số, đa số đều chết trong tay đồng loại. Dù đã trải qua rất nhiều cảnh tượng tương tự, nhưng Lâm Nhất vẫn có chút cảm khái. Giống như Dương Phàm và Quách Húc vừa rồi còn hợp tác với mình giết Ma Cương, nhưng khi nhìn thấy uy lực của Bôn Lôi Trảm Điện lại sinh lòng kiêng dè. Trong tình huống không dính dáng đến dị bảo, họ đều muốn giải quyết trước hậu họa là mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.